có một phút trì hoãn này đám trùng do kim đồng biến thành lập tức bao vây bầy trùng của khúc lân sau một lát tất cả phệ kim trùng an tĩnh lại bắt đầu tụ lại một chỗ kim quang lóe lên một thiếu nữ tóc vàng dáng người thướt tha dần xuất hiện đúng là kim đồng so với lúc trước bây giờ nàng đã trưởng thành hơn khuôn mặt càng thêm xinh đẹp tuyệt trần chỉ là biểu cảm vẫn lạnh lùng khiến người ta khó có thể gần gũi thân hình kim đồng hiện ra nhưng không lên tiếng mà lập tức khoanh chân ngồi xuống cả người tỏa ra kim quang bên ngoài thân thể xuất hiện chi chít điểm sáng màu vàng, khoảng hơn 600 cái. Hàn lập thấy cảnh này, biết rõ kim đồng cắn nuốt khúc lân, nguyên khí tăng nhiều, cần vận công luyện hóa, hai tay hắn vung ra. Một cây cờ màu xanh bắn ra, rơi xuống xung quanh hai người, mở ra mấy tầng màn sáng màu xanh. Kim quang trên người kim đồng cuồn cuộn như thủy triều, điểm sáng trên thân thể liên tiếp phát sáng từng cái một, trong nháy mắt đã hơn 700 cái, khí tức cũng liên tục tăng theo. Hàn lập thấy như vậy, trong nội tâm mừng thầm, Giờ phút này, bọn họ đang ở hiểm địa, nếu thực lực của Kim Đồng có thể tăng lên, đối với cả hai đều có nhiều chỗ tốt. Hàn Lập cũng không nhàn rỗi, lấy một viên đan dược ăn vào, yên lặng vận công luyện hóa. Một lúc sau, tiên khiếu trên người Kim Đồng càng ngày mở ra càng nhiều, rất nhanh đã đạt tới hơn 800, tiếp cận đại la sơ kỳ đỉnh phong. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, không ngờ nguyên khí của khúc lân lại hùng hậu như vậy, chẳng lẽ có thể làm cho Kim Đồng đột phá đại la trung kỳ cảnh giới. Tiên khiếu trên người kim đồng chấp động, khi đủ 839 cái, kim quang cuồn cuộn bỗng nhiên ổn định trở lại, cuối cùng toàn bộ chui vào bên trong cơ thể. Hàn lập nhíu mày, hắn rõ ràng cảm giác trong người kim đồng còn không ít nguyên khí chưa dùng, nhưng lông mày lập tức lại giãn ra. Muốn đột phá đại la cảnh trung kỳ, không phải chỉ cần đả thông tiên khiếu là được, quan trọng nhất vẫn phải chém dụng ác thi, hiển nhiên kim đồng trên phương diện này không nắm chắc 10 phần, vì vậy lựa chọn dừng lại. Kim đồng thu liếm khí tức, đứng lên. Kim Đồng, thấy ngươi không sao, ta cũng yên lòng. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thu hồi cấm chế xung quanh, dò xét Kim Đồng, sau đó nói. Đại Thúc, thật sự đã rất lâu không gặp, nhưng người sao lại xuất hiện ở đây? Kim Đồng chớp mắt hỏi, tất nhiên là tới cứu ngươi, không riêng gì ta, Tiểu Bạch cũng tới. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, ánh sáng trắng lóe lên, thân ảnh Tiểu Bạch xuất hiện, đã biến thành hình dáng tỷ hưu. Lão Đại, ta nhớ ngươi muốn chết mất, Tiểu Bạch vừa xuất hiện, lập tức dương nhanh múa vuốt nhào tới đánh kim đồng nước mắt nước mũi giản ruộng dừng lại kim đồng duỗi chân ra đè vào đỉnh đầu tiểu bạch ngăn không cho nó tới gần để tránh bị nước mắt nước mũi dính bẩn quần áo trên người đại thúc là do ta năm đó không cẩn thận bị người cửu nguyên quan bắt khiến cho người thêm phiền toái kim đồng nhìn tiểu bạch và hàn lập trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một chút cảm động thấp giọng nói chúng ta đồng hành nhiều năm đi cùng nhau cần gì phải nói những lời này Hàn Lập khoát tay áo nói, nói vậy cũng đúng, là ta nhiều lời rồi. Kim Đồng mỉm cười, thoáng như trăm hoa đua nở. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt sáng ngời, thầm khen Kim Đồng một tiếng. Hiện nay phong cách, thần thái, cử chỉ, tướng mạo của Kim Đồng đều xuất sắc, trong số những nữ nhân hắn quen, không ai có thể sánh bằng, thậm chí mơ hồ có thể tranh tài cùng tử linh. Lão đại, người không sao thật là quá tốt, tiểu bạch lúc này cuối cùng cũng từ trong phấn khởi khôi phục lại, liên tục cọ người vào kim đồng, trong miệng lầm bầm. Kim Đồng, theo tình báo của ta, trước đây người bị cửu nguyên quan bắt nhốt ở Quỷ Cốc, tại sao lại đến nơi này? Hàn Lập hỏi, hừ, tên quỷ linh tử kia nhốt ta vào trong phỉ ngọc lao lung, muốn dâng tặng ta cho Thiên Đình trong tiệc Bồ Đề, bất quá mấy ngày trước đây gã bỗng nhiên rời đi, ta thừa dịp đó không tiếc hao tổn nguyên khí cắn mở lồng giam trốn thoát, nhưng ta cũng không quen thuộc nơi này, đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Kim Đồng có chút giận dữ nói, thì ra là thế, hiện tại mặc dù an toàn nhưng chúng ta muốn bình yên rời khỏi cửu nguyên quan cũng không phải là chuyện dễ dàng hàn lập chậm rãi gật đầu nói ra cửu nguyên cung chính là khu vực trung tâm của cửu nguyên quan được coi là cấm địa trong tông cũng là tổ sư đường là hậu phương vững chắc cực kỳ quan trọng của cửu nguyên quan mà giờ phút này khu vực quan trọng như vậy cũng bị luân hồi điện mạnh mẽ công kích không gian cấm chế bốn phía cửu nguyên cung đã được mở ra toàn bộ bị một tầng kết giới màn sáng bao phủ Bên ngoài có mấy ngàn trưởng lão Hạch Tâm và đệ tử của Cửu Nguyên Quan canh gác. Mà nơi đây dường như được Luân Hồi Điện cực kỳ quan tâm lần này, số lượng tu sĩ tập trung gấp mấy lần so với đệ tử của Cửu Nguyên Quan, tất cả đều đeo mặt nạ, điên cuồng lao về phía Cửu Nguyên Cung. Ngay từ đầu, trưởng lão và đệ tử canh gác Cửu Nguyên Cung còn dựa vào kết giới liều mạng tranh đấu với tu sĩ của Luân Hồi Điện. Nhưng rất nhanh, bọn họ đều tử thương vô cùng nghiêm trọng, sau khi không chống đỡ nổi, nhao nhao lui về bên trong kết giới, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Chờ đệ tử khác tiếp ứng từ bên trong. Chỉ là quy mô tấn công lần này của Luân Hồi Điện vô cùng lớn, hiển nhiên Mưu Đồ đã lâu, sớm chuẩn bị chu đáo, trước khi công kích Cửu Nguyên Cung đã kiềm chế phần lớn tu sĩ Cửu Nguyên Quan tại chỗ khác, đồng thời muốn đến đây trợ giúp phải vượt qua mai phục trên đường. Có thể nói, hôm nay Cửu Nguyên Cung một thân một mình đơn lẻ, đã tạm thời biến thành một chỗ tuyệt địa. Chương 1247, có mục đích khác. Thời gian cấp bách, tranh thủ đột phá phòng ngự này, thành bại ngay lúc này bỗng nhiên một tiếng quát lớn từ trên cao vang lên theo thanh âm rơi xuống trên bầu trời ba động cùng một chỗ thân ảnh thiên tinh tôn giả trống rỗng nổi lên trên mặt mất đi vẻ lười biếng thường ngày nhìn thập phần ngưng trọng tay lão nắm một cây trường mâu màu bạc mặt ngoài khảm nạm mấy trăm khối tinh thạch xích hồng chỉ về phía không trung xa xa một cái những tinh thạch kia đồng thời đại phóng hồng quang nhưng vùng biển mây kia lập tức bốc lên kịch liệt sáng lên một màu xích hồng ngay sau đó phảng phất sông tố kéo đến ngày hè chỗ sâu trong biển mây vang lên trận trận thanh âm ầm ầm trầm đục. Từng khối hỏa diễm thiên thạch to bằng cái thất từ thiên khung rơi xuống, như hỏa vũ lưu tinh xuyên thấu biển mây, điên cuồng đập xuống màn sáng màu vàng kia, nổ tung ra vô số tinh hỏa xích hồng, chấn động làm hư không nổ đùng không ngừng. Nhưng mà, màn sáng màu vàng nhìn như tràn ngập nguy hiểm kia, mặc dù chấn động không thôi, mặt ngoài lại không ngừng nhộn nhạo lên gợn sóng màu vàng, triệt tiêu hỏa vũ lưu tinh trùng kích tới, cuối cùng vẫn không bị đánh tan, vô sỉ phản đặc một tên trưởng lão cửu nguyên quan chửi ầm lên, trưởng lão đệ tử còn lại cũng lòng đầy căm phẫn, từng người trợn mắt nhìn thiên tinh tôn giả. Thiên tinh tôn giả căn bản không nhìn tới bọn họ, lần nữa huy động trường mâu, công kích về phía màn sáng kết giới. Khác với phía ngoài thanh âm hô giết không ngừng chính là, trong cửu nguyên cung lại dị thường yên tĩnh, chỉ có đình đài lầu các và giả sơn thạch vụ thỉnh thoảng theo tiếng nổ đùng chấn động mấy lần. Lúc này, một chỗ hoa viên bố trí tinh xảo trong cửu nguyên cung, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một phù trận màu bạc rộng ba trượng, bên trong lóe lên một mảnh ngân quang trùng thiên, ở trong có năm bóng người nổi lên. Trong đó, trên mặt ba người đều đeo một tấm mặt nạ màu đen luân hồi điệt, một là giao long, một viên hầu, một huyền thỏ. Ha ha, người dự đoán ngược lại không sai chút nào, chỗ sâu nhất đầm rồng hang hổ này lại an tĩnh nhất. Tên đầu đội mặt nạ viên hầu kia, là một nam tử thân hình cao lớn như thiết tháp, mở miệng nói ra. Cửu Nguyên cung vốn là chỗ cơ yếu của Cửu Nguyên Quan, xưa nay không có nhiều người có thể xuất nhập, chỉ là xuất hiện ở đây, đều không phải là nhân vật bình thường. Tiếp theo chúng ta càng phải chú ý, tận lực tiềm hành đi, không cần chém giết cùng người. Nữ tử thước tha đầu đội mặt nạ giao long kia nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra. Nói xong, nàng có chút không yên lòng nhìn thoáng qua đồng bạn mang mặt nạ huyền thỏ bên cạnh. Người kia thân hình không quá cao, thể trạng bình thường, một đầu tóc tung bay sau mặt nạ, cũng không thấy rõ thần sắc, chỉ là mơ hồ có thể nghe được, gã đang không ngừng lẩm bẩm gì đó trong cử nguyên cung này thần thức dò xét cơ bản vô dụng như vậy tiếp theo phải nhờ lục đạo hữu dẫn đường rồi vũ dương nhìn về phía một người sau lưng nói người đó có dáng người trung đẳng dung mạo phổ thông nhìn thường thường không có gì lạ lại chính là lục xuyên phong trước đó ra tay giết phượng thiên tiên sứ ai cử nguyên cung này ta cũng chưa từng đi qua chỉ có thể tìm đại khái phương vị muốn nhiều hơn còn phải dựa vào vị cung đạo hữu này Lục Xuyên Phong tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: "Chư vị yên tâm, chỉ cần vật kia xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của ta, ta nhất định có thể tìm tới vị trí chính xác." Một thanh âm nữ tử dịu dàng nhu hòa vang lên bên cạnh gã. Lông mày dao tam dưới mặt nạ hơi nhíu lên ba phần, nhìn lại nữ tử kia. Chỉ thấy nàng mang một bộ váy dài màu đen, tư thái thướt tha, trên đầu mang một cái mũ rộng vành màu đen, che phủ cả khuôn mặt và gò má, mơ hồ lộ ra một cái cổ trắng nõn như dương chi mỹ ngọc đối với thân phận nữ tử giao tam cũng không rõ chỉ nhớ là ban đầu lúc ở vùng không gian kỳ dị kia gặp mặt luân hồi điện chủ dưới cây cầu đá vòm kia đã gặp qua nữ tử này tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi vũ dương nói lục xuyên phong gật đầu nhẹ đi đầu dẫn đường những người khác cũng lập tức đi theo sau khi mấy người kia rời đi không bao lâu sau một lùm linh hoa dị thảo cách đó không xa có một đạo quang mang kỳ lạ sáng lên ngay sau đó lại có hai đạo nhân ảnh hiện ra, chỉ thấy một người trong đó là một vị thanh niên nam tử dáng người thon dài, tóc như mây đen, tóc dài dựng đứng lên, trên chắn có một nhúm tóc màu trắng rũ xuống, nhìn dáng vẻ bất phàm, chính là sơn chủ bách tạo sơn hoắc huyên. Mà đồng hành cùng y là một nữ tử mỹ mạo thân mang váy dài hỏa hồng, da như mỡ đông, giữa lông mày có một cỗ phong lưu hàm xú thú vị, khiến cho người nhìn không được sinh ra vô hạn mơ tưởng. Nàng này không phải ai khác, chính là xích mộng những dư nhiệt luân hồi điện này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại điên rồi, vậy mà tính đánh hạ cửu nguyên quan? Xích mộng cẩn thận nhìn quanh hướng bọn người giao tam rời đi, nói. Cửu nguyên quan nếu thật sự không chịu nổi một kích như thế, làm sao ngàn vạn năm qua một mực vững vàng vượt trên đầu bách tạo sơn chúng ta? Mục đích bọn hắn tới nơi này, chỉ sợ cũng giống chúng ta. Hoa Nguyên nghe vậy, cười nhạo nói, cũng là vì món đồ kia, thân sắc xích mộng khẽ biến, kinh nghi nói. Bọn hắn dám mạo hiểm lớn như vậy tới đây, ngoại trừ món đồ kia, ta nghĩ không còn lý do nào khác. Tốt cho một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hoặc Uyên khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói. Hoác Sơn chủ, món đồ kia nghe nói không phải bách tạo sơn các người luyện chế à, người thật không biết tác dụng gì sao. Xích mộng do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi. Món đồ kia là sơn chủ bách tạo sơn đời trước chúng ta luyện chế, nghe nói mấy chục vạn năm trước, vị cửu nguyên quan lão tổ cơ hồ từ trước tới giờ không lộ diện kia, bỏ ra đại giới tự mình ủy thác ngài luyện chế. Chẳng qua lúc đó tốn hao vài vạn năm luyện chế thành, lại chỉ là một kiện tử vật dùng để chứa gì đó, căn bản không thể nào biết được công dụng thực của nó. Hoa Quyên thở dài nói, có thể làm cho vị lão tổ kia tự mình ra mặt, sơn chủ đời trước lại tự mình luyện chế, có thể thấy vật này quả nhiên không phải bình thường. Nếu là một kiện tử vật mấy chục vạn năm trước luyện thành, Hoắc Sơn chủ vì sao hiện tại đột nhiên ngõ lời với thiên đình, muốn điều tra vật này. Xích mộng nghe vậy, lại càng tỏ vẻ không hiểu truy vấn. Lần này nghi thức truyền lệnh sở dĩ phức tạp như vậy, còn tổ chức tỉ thí tranh đoạt lệnh bài, có thể vì lý do để lưu lại một hồi tại cửu nguyên quan, như vậy có thể điều tra dò xét gì đó. Lúc trước Sơn chủ đời trước luyện chế vật này, trong lòng còn có việc lo nghĩ, cũng biết rõ công dụng vật này, chỉ tiếc cuối cùng chẳng những không có được đáp án, ngược lại kích phát ra tâm ma. Hoa Uyên nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt lóe lên vẻ oán hận, không tiếp tục nói nữa. Sơn chủ bách tạo sơn đời trước, đúng là ân sư y thụ nghiệp, năm đó bị tâm ma ảnh hưởng, lúc trảm thi cuối cùng sắp thành lại bại, nếu không bách tạo sơn bây giờ, cũng đã sớm có một vị đạo tổ tỏa chấn, địa vị tại tiên giới tự nhiên cũng khác bây giờ rất lớn. Năm đó sơn chủ đã từng nói, trên món đồ này, cửu nguyên quan toàn tính quá lớn, để cho ta nhất định phải nhìn kỹ, một khi cửu nguyên quan tiến một bước luyện chế vật này, lúc trở thành tiên khí nhất định phải nghĩ biện pháp dò xét rõ ràng hoa Quyên dừng một chút nói tiếp luyện chế tiến thêm một bước đây là ý gì xích mộng khó hiểu nói món đồ kia lúc bách tạo sơn luyện chế chỉ tính là hoàn thành một nửa xem như tạo ra được một kiện vật chứ tràn đầy khả năng vô hạn sau khi luyện chế cử nguyên quan một mực bí mật tiến hành theo suy tính thành công đại khái ngay mấy ngày trước hoa nguyên nói ra nói như vậy Cử Nguyên Quan chẳng phải là đã luyện chế vật này lâu đến vài chục vạn năm. Xích Mộng Kinh ngạc hỏi, "Vật này sắp luyện thành, trên thực tế dẫn phát ra một ít thiên địa dị tược, mặc dù rất nhanh bị Cửu Nguyên Quan che giấu đi, nhưng Thiên Đình bên kia cũng đã phát giác, cho nên khi ta đưa ra yêu cầu này, lập tức được đáp ứng." Vốn Phượng Thiên Tiên sứ cùng ta dò xét việc này, không ngờ lại bị luân hồi điện quấy rối. Bất quá vũng nước này bị bọn hắn quấy đục lên, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoa Uyên tiếp tục nói, hoác sơn chủ, chúng ta còn không đuổi theo sao? Xích mộng nghe vậy, gật đầu nhẹ, nhìn về phía bọn giao tam rời đi, hỏi. Cứ thông thả, nơi đây mặc dù thần thức dò xét không cách nào thi triển, nhưng tên nữ tử áo đen mang mũ rộng vành trong những người kia, ba động khí tức trên thân thập phần cổ quái, một khi tới quá gần, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Hoác huyên lắc đầu nói, lại đợi thêm mười mấy hơi thở, Hoác huyên mới mở miệng nói một tiếng đi, mang theo xích mộng đuổi theo. Trong một chỗ hoa viên khác của cửu nguyên cung, dưới một đống loạn thạch do tòa giả sơn xây thành, bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm. Một khối núi đá và cả đất trống cùng bị nhấc lên, mấy đạo nhân ảnh từ dưới đất nhảy ra, rơi vào phía sau giả sơn. Trong đó người cầm đầu có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, một đôi mắt tối tăm thâm thúy, tựa như giếng cổ không gợn sóng, không phải ai khác, chính là Hàn Lập. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên áo trắng, cùng hai nữ tử, theo thứ tự là Tiểu Bạch, Lam Nhan và Kim Đồng. Đề hồn bởi vì chuyện ác thi lúc trước, tiêu hao không nhỏ, đã trở về trong không gian hoa chi tính dưỡng. A à nha, đây là nơi nào, nhìn khí tức bốn phía. Làm sao cảm giác vẫn còn trong phạm vi cửu nguyên cung. Tiểu bạch nhân mũi người ngửi, mang bộ mặt sầu thảm nói. Thông đạo dưới lòng đất bị hủy rối tinh rối mù, đã không thể nào theo đường cũ trở về, chỉ có thể tìm đường ra khác. Làm đạo hiếu, người có biết làm sao rời đi không? Hàn lập hỏi, cửu nguyên cung chính là trọng tâm cửu nguyên quan chúng ta, ta không có tư cách tiến vào về tình huống nơi này, ta và các ngươi không khác nhau lắm, cũng hoàn toàn không biết. Lam nhàn thở dài nói, bây giờ nàng càng lún càng sâu, chuyện đã làm, theo quy định tông môn, đúng là cực hình. Hàn Lập nghe vậy, lông mày cũng nhíu lên, nhìn bốn phía, ý đồ tìm phương hướng rời khỏi nơi này. Từng người các người sao đều bày ra khuôn mặt mướp đắng vậy. Có bản tiên nữ ở đây, còn lo lắng tìm không thấy đường sao. Kim Đồng bỗng nhiên mở miệng, bộ dạng tràn đầy tự tin, nói chương 1248, cướp đường mà chạy. Kim Đồng, lẽ nào người biết đường ra? Hàn Lập nhíu mày, hỏi, cũng không hẳn, trong thời gian bị nhốt tại quỷ cốc, mấy kẻ kia từng mang ta đến đây một lần, còn dẫn ta đi gặp một lão đầu áo xám. Kim Đồng vội vàng giải thích, lão đầu áo xám nào? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, dường như bối phận của lão tại cửu nguyên quan rất cao. Ngay cả quỷ linh tử gặp lão còn phải chắp tay hành lễ. Lão nhân này cũng không phải người xấu, bộ dáng rất ôn hòa, còn phân phó quỷ linh tử phải hảo hảo đối đãi ta. Sau đó, lão lại tiếp tục bế quan, chuyện gì cũng mặc kệ. Từ đó về sau, ta không còn gặp lại lão giả ấy nữa. Kim Đồng liến thoáng một hồi, dường như cho rằng lão giả kia là người rất tốt. Rốt cuộc, người có thực sự biết đường ra hay không? Hàn lập bán tín bán nghi, đại thúc, ta đã nói rồi mà, ngay cả lời của bổn tiên ngươi cũng không tin, vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai đây? Kim Đồng Phùng mang trợn mắt, giọng điệu vô cùng bất mãn. Kết quả, Hàn Lập còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bạch đã nhanh nhỏ lên tiếng, tỏ vẻ rất không tín nhiệm, lão đại, người có thực sự biết đường không vậy? Trước đây, khi ta theo ngươi chạy trốn, cũng bởi vì ngươi nhận sai đường, nên chúng ta mới bị ra hỏa quỷ linh tử kia đón đầu, rốt cuộc không thể thoát thân. Còn có lúc trước, khi ngươi mang theo ta, ngươi nói cái gì, bị Tiểu Bạch phá đám, Kim Đồng liền dơ nắm đấm, lập tức tặng cho nó một cục u như hạt rẻ lên chán, chừng mắt hăm dọa. Ai ui, không có gì, không có gì, đều nghe theo lão đại, tiểu bạch vừa xoa xoa đầu vừa xua tay, nếu làm đạo hữu cũng không biết đường, vậy hãy để kim đồng dẫn dắt đi. Chúng ta tiếp tục tiềm hành, ngộ nhớ gặp phải người của cửu nguyên quan, phải nhớ rằng không được ham chiến, mau chóng thoát thân mới là thượng sách. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi quyết định, các người cứ mở to mắt nhìn thật tốt, đi theo bổn tiên nữ nhất định sẽ không có vấn đề gì. Kim đồng nở nụ cười sán lạn, tự tin vỗ ngực cam đoan. Dứt lời, nàng liền ngó nghiêng đánh giá xung quanh một lượt. Sau đó, kim đồng nâng một trưởng lên, đánh về một hướng trong không trung rồi nói. Đến đây, theo hướng này, xuất phát, mấy người hàn lập lập tức bám theo bên phải kim đồng, vượt qua một hòn non bộ, tiến vào một khu rừng rậm. Số lượng các tòa kiến trúc trong cửu nguyên nội cung tương đối thưa thớt. Không tồn tại quá nhiều công trình hùng vĩ hay nhà cao cửa rộng. Nhưng mỗi một khu đình đài lầu các lại phân bố theo quy luật riêng vô cùng nghiêm ngặt. Khu vực trung tâm được kết nối bởi những dãy hành lang gấp khúc, tựa như những cánh tay ôm trọn lấy từng tòa hoa viên tinh xảo. Đám người Hàn Lập liên tiếp băng qua ba tòa hoa viên. Thế nhưng dọc đường, ngay cả nửa tên tu sĩ Cửu Nguyên Quan cũng không gặp được. Khi xông ra khỏi tòa hoa viên thứ ba, trước mặt bọn Hàn Lập chợt hiện ra một hồ nước minh mông, sóng khói mịt mù, tràn trề linh khí. Vang vọng khắp mặt nước, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng quả thực có thể nghe được một loạt thanh âm bạo tạc và hô hoán giết chóc từ bến bờ xa xa kia truyền lại dường như nơi đó đang diễn ra một trận chiến vô cùng tàn khốc hàn lập ngước nhìn bầu trời quan sát tầng mây trên đỉnh đầu chỉ thấy không gian phía trên được bao trùm bởi một lớp kết giới kim sắc và lớp quang mạc này đang không ngừng run rẩy theo những chấn động phát ra từ cuộc chiến phía xa kia hàn đạo hữu sao vậy làm nhàn trông thấy biểu tình của hắn như vậy vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương vội hỏi có phải lão đại đi lầm đường hay không? Tiểu Bạch cũng sốt sắng lên tiếng, ngươi muốn chết, Kim Đồng không nhiều lời liền gõ lên đầu Tiểu Bạch một cái, làm nó cuốn quyết tránh né. Không phải là đi sai đường, có tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, chứng tỏ phía bên kia hồ chính là chiến trường của Luân Hồi Điện và Cửu Nguyên Quan. Chắc chắn chúng ta đã thoát khỏi Cửu Nguyên nội cung rồi. Vì vậy, ít nhất thì phương hướng hiện giờ cũng không sai. Hàn Lập trầm ngâm, gật gù, thấy chưa, lời bổn tiên nữ nói không sai chứ. Kim Đồng nghe vậy, lập tức đắc ý ra mặt, vui vẻ cười nói: "Chủ nhân, việc này cũng không nhất định, vạn nhất thế công của Luân Hồi Điện quá mạnh, đã đánh tới khu vực hạch tâm của Cửu Nguyên Quan thì sao? Nếu vậy chẳng phải chúng ta đang đâm đầu vào chỗ chết à?" Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lại ngẩng đầu nói: "Ta thấy hôm nay ngươi đang ngứa mồm, định chọc tức bổn tiên nữ đây." Kim Đồng lập tức trợn mắt quát mắng, Tiểu Bạch vội vàng rụt cổ thẻ lưỡi, cầu xin tha thứ. "Không đúng!" Tuy lần này luân hồi điện đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không thể nào tiến công nhanh đến vậy. Huống hồ, các người xem đi, tầng kết giới trên không của cửu nguyên nội cung vẫn chưa bị công phá, nên khu vực giao chiến không thể là vị trí hạch tâm. Hàn lập lắc đầu, Hàn đạo hữu nói có lý. Hơn nữa cửu nguyên nội cung chính là khu vực cơ yếu nhất. Nếu quả thực nội cung đã bị công phá, vậy thì tuyệt đối không thể chỉ có chút động tĩnh như hiện giờ. Làm nhàn suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Đi thôi, vượt qua hồ nước này, sau đó tìm một địa phương không có tu sĩ hai phe chém giết, rồi tìm cách ra khỏi kết giới. Có thể thi triển bí thuật lôi trận, dùng biện pháp nhanh nhất có thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan." Hàn Lập trầm giọng nói, bọn hắn lập tức kẻ trước người sau thi triển độn quang, biến thành những vệt sáng lao nhanh trên mặt nước, hướng về phía bên kia hồ. Vì không muốn hấp dẫn sự chú ý của người ngoài, đám người Hàn Lập không dám bay quá cao. Bọn họ đồng thời tận lực khống chế thật tốt ba động khí tức của bản thân, phi độn thật sát mặt hồ. Chỉ lưu lại trên mặt nước bốn vệt sáng mơ hồ và những gợn nước lăn tăn. Thiên địa nguyên khí trên mặt hồ cực kỳ nồng đậm, quả thực không thua gì một tòa trận pháp tụ linh cao cấp. Kỳ thực, lớp thủy vụ dày đặc trên mặt hồ chính là linh lực ngưng tụ tạo thành vô số giọt thủy dịch nhỏ li ti. Thời điểm mấy người Hàn Lập phi độn trên mặt hồ, căn bản không cần tốn sức thúc dục pháp lực hấp thu những giọt linh lực đã hóa thành dịch thể này, cũng có thể cảm nhận được từng sợi thiên địa nguyên khí nhẹ nhẹ đang không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể loại cảm giác này tựa như ngâm mình trong suối nước nóng toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu không nói nên lời những mỏi mệt vì mấy trận chiến đấu lúc trước của hàn lập đều bị lớp sương mù này xua tan đi ba phần đúng lúc hắn đang vì cảm giác thoải mái dễ chịu này mà buông lỏng một chút thì trong sương mù phía trước bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc các ngươi là ai lời này vừa dứt giữa lớp sương mù mông lung phía trước bỗng nhiên có một thân ảnh lục sắc thấp thoáng hiện ra sương mù trong hư không tứ phía lập tức kết tinh phát ra một loạt thanh âm ken két. Trong nháy mắt, nước trên mặt hồ bị một tầng xương trắng bao phủ, trực tiếp đông kết, hóa thành một mảng băng trắng xóa, vô cùng rắn chắc. Diệu pháp tiên tôn, hàn lập nhướng mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Hư không trước mặt hắn dao động một hồi, lớp xương mù đang đông kết tự động giãn ra hai bên, để lộ một thân hình nữ tử mặc quần màu lục đang chậm rãi bước tới. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng đúng là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên trước ngược lại chỉ có một chút đồi núi phập phồng, quả thực đáng tiếc. Lam Nhan vừa trông thấy nàng thì vội vã cúi gằm mặt xuống, thần sắc trở nên vừa sợ hãi lại vừa áy náy. Diệu Pháp Tiên Tôn đảo mắt nhìn qua một lượt mấy người Hàn Lập, vẻ khiếp sợ trên mặt càng ngày càng đậm. Hàn Lập, người quả thực to gan lớn mật, dám cưỡng ép đệ tử Cửu Nguyên Quan ta, lại còn tự tiện xông vào Cửu Nguyên Cấm Địa, tự mình giải thoát vệ kim tiên. Diệu Pháp Tiên Tôn phát hiện được Lam Nhan thì ánh mắt chỉ hơi lóe lên một chút, rồi lập tức cao giọng trách mắng Hàn Lập. Làm nhàn nghe xong khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Vậy mà diệu pháp tiên tôn lại cho rằng nàng bị hàn lập khống chế. Phệ kim tiên vốn là linh sủng của ta, hôm nay ta thuận nước đẩy thuyền cùng luân hồi điện tới đây, cùng lắm chỉ là đoạt lại những gì thuộc về mình. Nay mục đích đã đạt được, ta cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa cửu nguyên quan các ngươi. Nếu như diệu pháp đạo hữu không ngại, vậy hãy tiện tay để chúng ta rời đi. Ngươi cũng có thể sớm đi đối phó với đám người luân hồi điện bên kia xem ra, bọn chúng sẽ công phá được kết giới này nhanh thôi. Hàn lập nhoẻn miệng cười, diệu pháp tiên tôn nghe vậy liền không tình nguyện lướt nhìn lên trời một chút, phát hiện mức độ chấn động của cấm chế trên không ngày một tăng gấp nhiều lần, thần tình lập tức ngưng trọng hẳn lên. Tiếp theo, trong nháy mắt, nàng đột một xuất thủ, tung ra một trưởng về phía hàn lập. Hàn khí trong hư không nhất thời đại thịnh, mục quang hàn lập chợt lóe. Hắn chứng kiến một đạo tinh quang lục sắc có chút quen mắt sáng lên quanh thân mình. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn dường như cũng có vật gì đó đang lơ lửng, bao trùm. Lực lượng pháp tắc thời gian trong thể nội Hàn Lập lập tức vận chuyển. Hai ống tay áo cuộn lên, đồng thời kéo kim đồng, Tiểu Bạch và Lam Nhan lui về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, mấy người bọn hắn đã giãn ra khoảng cách trăm trượng. Chỉ thấy ở vị trí Hàn Lập đứng trước đó có một bông tuyết sáu cánh cực lớn đang phiêu phù phía trên. Tinh quang lam sắc liên tục chớp động, chiết xạ, phóng ra sáu luồng sáng mờ ảo màu lam sáu luồng lam quang đó hóa thành tinh bích sáu mặt quen thuộc nhưng bởi vì hàn lập phản ứng kịp thời nên tinh bích nọ chỉ giam cầm được một khoảng không nhanh quá diệu pháp tiên tôn khẽ biến sắc lúc này nàng mới phát giác được khí thức của hàn lập hiện giờ đã hơn xa lần gặp mặt trước đây cùng một chiêu thức hàn mỗ sẽ không để mình bị đánh trúng lần thứ hai nếu ta và ngươi đều có chuyện bận rộn vậy đành cáo từ hàn lập không có tâm tư tranh đấu với nàng vừa dứt lời lực lượng pháp tắc thời gian trong thể nội hắn đã được huy động đến cực hạn. Thân hình hàn lập mơ hồ nhoáng lên, thình lình biến mất tại chỗ. Nhưng tình hình lúc này cũng giống như năm xưa hắn lần đầu đối diện với diệu pháp tiên tôn. Đối phương sớm đã phong tỏa nơi đây bằng một bức tường băng tinh sừng sững, mơ hồ đã đóng băng toàn bộ khu vực hồ nước này. Vì vậy, hàn lập chỉ bay được hơn trăm trượng liền đụng phải tường băng. Giao cho bổn tiên nữ, kim đồng chợt quát lớn, dẫn đầu sông lên toàn thân nàng đắm chìm trong kim quang minh mông trói lọi, chẳng khác nào được tưới lên một lớp vàng lỏng trực tiếp đâm vào tường băng. ầm, tiếng va chạm nổ tung mãnh liệt, bức tường băng hứng chịu chấn động kịch liệt, ầm ầm vỡ vụn. vô số vết nứt hình tròn như gợn nước có tâm điểm là chỗ va chạm với kim đồng cấp tốc lan tỏa khắp bề mặt bức tường băng tinh. tuy lớp tường băng không xuất hiện một cái hố lớn, nhưng đang nổ vang từng trận, sụp xuống một mảng lớn. thân hình mấy người Hàn lập lập tức xuyên qua lớp bụi băng tinh lấp lánh đầy trời cấp tốc lao theo một hướng khác. Chạy đâu, diệu pháp tiên tôn phẫn nộ quát lên, cũng đổi theo cực nhanh. Dưới chân nàng hiện ra một bông tuyết sáu cánh cực lớn với lam quang chấp động. Thân hình nàng lao đi trong hư không như điện xẹt, lấy tốc độ mau lẹ 10 phần mà đuổi theo bọn Hàn Lập. Hàn Lập sớm đã phóng xuất linh vực thời gian, nhưng chỉ khống chế trong phạm vi hơn 10 trượng quanh mình, vừa đủ bao bọc cả đám vào bên trong. Có lực lượng pháp tắc thời gian gia trì, cam đoan mấy người bọn hắn có thể trốn chạy cực nhanh tại sao phải trốn a à? ta muốn nói chúng ta trực tiếp tiêu diệt ả à không được sao kim đồng có chút khó hiểu một tu sĩ đại la cảnh trung kỳ sao có thể chỉ nói giết là giết được một khi bị nàng cuốn lấy chiến đấu âm ý sẽ khiến những người khác chú ý đến lúc đó sẽ càng phiền toái hơn hàn lập đáp vậy bây giờ phải làm thế nào cứ để ả à đuổi theo như thế này cũng không phải là biện pháp kim đồng nhíu mày lại hỏi trước tiên hãy thoát khỏi nàng này đã rồi nói sau các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Lập vẫn không biến sắc, Kim Đồng và Tiểu Bạch không hẹn mà cùng ừm. Một tiếng, chỉ mình Lam Nhan đang tỏ ra mơ hồ, ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Tiếp đó, chỉ trong nháy mắt, xung quanh thân thể mấy người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một lớp lôi điện vô cùng mãnh liệt. Từng đạo từng đạo lôi trụ bàng bạc lần lượt hiện ra giữa không chung. Những tia chấp màu bạc nhanh chóng quấn quýt bệt lại với nhau, tạo thành một tòa lôi trận với ngân quang rực rỡ. Một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang bùng phát mãnh liệt. Thân hình đám người Hàn lập lập tức biến mất vô ảnh vô tung. chương 1249, người thân nhất. Trong hư không thân ảnh nhoáng một cái, diệu pháp tiên tôn mau chóng đuổi tới, nhưng đã không còn thấy bóng dáng đám người Hàn lập đâu, chỉ có thể ngửi được trong không khí còn sót lại một mùi cháy bỏng. Thân sắc nàng hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thân hình lóe lên, đuổi tới phía trước. Cách xa đó hơn trăm dặm, trên không một tòa đình đài bát giác, là một chỗ nghỉ mát trong rừng sâu, đột nhiên lóe lên một trận điện quang, một tòa lôi trận màu bạc trống rỗng nổi lên, từ đó rơi xuống dưới bốn đạo nhân ảnh, chính là đám người hàn lập. Mấy người vội ổn định thân hình, đáp xuống rìa đình đài nghỉ mát. Sau khi đứng vững thân hình, hàn lập lập tức quan sát bốn phía một lát, thấy chung quanh toàn cây rừng, chỉ có một đầu tiểu đạo u tĩnh thông hướng nơi này, trước sau đều không có khí thức người khác. Kim Đồng, người có nhận ra đây là đâu không? Hàn lập hỏi, sao nhìn ra được, lúc trước ta bị người ép đi ngang qua mà thôi, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, hiện tại có trời mới biết truyền tống đi nơi nào. Kim Đồng Dương hàm lên, có chút tức giận nói, nói không chừng, chúng ta đã truyền tống ra ngoài cửu nguyên cung rồi. Ý nghĩ Tiểu Bạch Hảo Huyền nói, Tiểu Bạch, người đúng là đang mơ mộng Hảo Huyền, ngó lên trên đỉnh đầu đó là cái gì? Một bàn tay Kim Đồng đập vào đầu Tiểu Bạch, chỉ chỉ bầu trời nói ra. Tiểu Bạch theo ngón tay Kim Đồng nhìn lên trên, chỉ thấy vùng trời trên rừng rậm vẫn như cũ bị một tầng kết giới màn sáng màu vàng che phủ, hiển nhiên bọn hắn vẫn còn trong địa giới cửu nguyên cung. Kết giới trên không cửu nguyên cung không phải bình thường, cơ hồ ngăn cách mảnh khu vực này thành một tiểu thiên địa. Lôi trận chi thuật của ta căn bản không thể nào xuyên qua kết giới, thậm chí ngay cả khoảng cách truyền tống cũng bị áp xúc thật lớn. Hàn lập trầm ngâm nói, xem đi, lúc đó người nên nghe bản tiên nữ, ta trực tiếp xử lý nàng ta, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện này. Kim đồng mở tay ra, một mặt không cam lòng nói. Tổ sư đường cửu nguyên quan ở trong cửu nguyên cung, trước đó có được tin tức, thuần quân chân nhân rất có thể đang đóng tại tổ sư đường bên kia. Một khi bên này náo động, chiêu chọc gọi hắn qua, lúc đó lại không ổn. Lông mày hàn lập cao lại, nói, cái này, kim đồng nghe lời ấy, lập tức hơi nhụt trí, trần chờ nói. Tốt, hiện tại tranh cái chuyện này cũng không có tác dụng gì, hay là nên tìm phương hướng, tiếp tục suy nghĩ biện pháp thoát đi. Một khi luân hồi điện dẫn động rối loạn bị chân áp xuống, chúng ta muốn chạy thoát càng thêm khó khăn. Hàn lập khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Hàn đạo hữu nói rất đúng, hay là nhanh tìm đường đi. Lam nhàn cũng vội vàng bổ sung, lần này phạm phải sai lầm lớn như vậy, nàng đã không có khả năng tiếp tục lưu lại cửu nguyên quan, chỉ có thể mang theo Lam nguyên tử thoát khỏi tông môn, nghĩ biện pháp trước bỏ chạy đến hạ giới xa xôi nào đó. Hiện tại nơi này cũng không nhận ra, làm sao tìm được đường ra. Kim đồng gãi gãi đầu, hỏi, không sao, vừa rồi lúc lôi trận truyền tống, ta cố ý khống chế pháp trận truyền tống về phía tây, chúng ta chỉ cần một lần nữa đi về hướng đông, liền có thể trở lại địa phương trước đó, đến lúc đó muốn tìm đường ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hàn Lập nói, vẫn là chủ nhân suy nghĩ sâu xa, Tiểu Bạch từ đáy lòng cảm thán nói, ta sao cảm giác những ngày qua không gặp, người cái tên này tu vi vuốt mông ngựa càng ngày càng tịnh tiến. Kim Đồng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, chật chật nói. Hắc hắc, còn không phải lão đại ngươi chỉ dạy à tiểu bạch thấy nàng nhích lại gần mình lập tức cười khổ nói nói xong mấy người lại tiếp tục đi xuyên qua rừng rập một đường đi về hướng đông qua thời gian chừng nửa nén hương hàn lập đi đầu bỗng nhiên nhướng mày giơ lên một nắm đấm ra hiệu bọn người kim đồng dừng lại không tiếp tục đi tới trước nữa sau đó hắn nín hơi ngưng thần vểnh tai thám thính phía trước hàn đạo hữu thế nào trong lòng lam nhan căng thẳng vội hỏi hàn lập không trả lời ngay mà cẩn thận lắng nghe một lát sau đó quay người lại nói với bọn họ trong rừng chỗ xa phía trước đang có người chém giết nhau nghe động tĩnh thì nhân số không ít chỉ sợ là người luân hồi điện đã bị phát hiện đang bị vây quét chúng ta không thể đi thẳng qua nơi này đi đường vòng thôi hàn lập nói kỳ quái sao ta nghe không được kim đồng hơi nghi hoặc một chút nói nghe kim đồng nói vậy lam nhan và tiểu bạch cũng nhao nhao biểu thị chính mình cũng không nghe được trong lòng hàn lập cảm thấy rất ngờ vực bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nghĩ thông suốt trong đó, tất nhiên là chính mình đã trải qua chuyện ác thi, thân thể xuất hiện tình huống cổ quái gì đó. Bất kể thế nào, vẫn nên tránh nơi đó, đi vòng về phía đông nam đi. Hàn Lập nói ra, Lam Nhan gật đầu trước, Kim Đồng và Tiểu Bạch tự nhiên cũng không dị nghị, cho nên bọn họ liền nhắm hướng đông nam đi vòng qua. Nhưng mà, lách qua đường đi chỉ chốc lát, trong rừng rậm bỗng nhiên có mấy đạo độn quang vượt không lên, mau chóng bay ngược lại với phía bọn hắn theo sát phía sau là mười mấy đạo nhân ảnh đuổi tới. Mấy người hàn lập triệt để áp chế khí tức quanh người, cẩn thận nhìn những đạo độn quang kia. Chỉ thấy những người đuổi theo phía sau, trên người đều mặc phục sức trưởng lão và đệ tử hạch tâm cửu nguyên quan. Những người phía trước hiển nhiên là người luân hồi điện, vừa nhìn thấy, lông mày hàn lập lập tức vẩy một cái, trong lòng hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy trong những người kia, hai người bay ở đầu tiên, trên đầu phân biệt mang theo mặt nạ đầu dao và đầu vượn màu đen, trên thân truyền ra ba động khí tức hết sức quen thuộc, thình lình chính là Giao Tam và Vũ Dương. Mà theo sát phía sau bọn họ, là một nam tử tóc rối tung đầu đội mặt nạ đầu thỏ, cùng một nữ tử áo đen đầu đội thùy xa mũ rộng vành, hai người này mới nhìn đều cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Do thân hình hai người đều thoáng hiện qua, căn bản không cho Hàn Lập có cơ hội cẩn thận xem kỹ. Người đi sau cùng, vậy mà không che kín gì cả, hoàn toàn lấy diện mục thực sự gặp người, trên mặt mang ý cười ôn hòa, thỉnh thoảng xuất thủ công kích một ít truy binh sau lưng, đoạn hậu ngăn địch. Thình lình đó chính là cung chủ tiên cung đại kim nguyên tiên vực, lục xuyên phong. Bọn họ vậy mà đã xâm nhập cửu nguyên cung, ánh mắt lam nhan phức tạp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mấy người hàn lập chỉ thoáng thấy bọn họ, bất quá chỉ trong khoảnh khắc. Rất nhanh những người kia biến mất trong tầm mắt bọn hắn, phía trước chỉ có trận trận tiếng oanh minh đứt quãng truyền tới. Xem ra cửu nguyên cung hỗn loạn sẽ không chấm dứt sớm, đối với chúng ta, ngược lại là một tin tốt đi thôi hàn lập nói một tiếng chuẩn bị mang mấy người tiếp tục đi tới lúc này trong hư không phía trước bỗng nhiên tạo nên một trận ba động cổ quái ở trong kình phong ẩn chứa khí thức hỗn tạp truyền tới hàn lập phát giác được sợi khí thức này trong nháy mắt cả người lập tức cứng ở nguyên địa theo sợi khí thức này truyền đến vừa rồi thân ảnh nữ tử đầu đội thùy xa mũ rộng vành kia lần nữa thoáng hiện trong đầu hắn hàn lập trao mày không ngừng nhớ lại thân ảnh nữ tử kia nhịp tim cũng không nhịn được nhảy nhanh lên. Là nàng sao, thật là nàng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng những người kia, trong lòng không ngừng lặp lại câu hỏi. Hàn đạo Hữu thời gian cấp bách, người sao vậy? Lam nhàn thấy thần sắc hắn cổ quái, nhịn không được hỏi. Kim đồng cũng vô cùng kinh ngạc, qua lại đã lâu nàng rất ít khi thấy thần sắc hàn lập như vậy, kích động, nhi hoặc, hồi ức. Chủ nhân, tiểu bạch cũng không nhịn được kêu lên, ta có chuyện cần xác định một chút, không định lập tức rời đi khuôn mặt Hàn Lập nghiêm lại, nói ra, Hàn Đạo Hiếu, ngươi, đây là vì sao, Lam nhàn Kinh Hãi nói, là một chút việc tư của ta, không thể nói rõ với ngươi. Ngươi nếu không muốn lưu lại, vậy chúng ta chia ra đi. Hàn Lập không giải thích nhiều lời, nói thẳng, Hàn Đạo Hiếu có ân tái tạo ta và huynh trưởng, vốn nghĩ còn có thể báo đáp một hai, đáng tiếc hiện tại ta đi theo bên cạnh Hàn Đạo Hiếu, cũng chỉ làm vướng víu thêm. Vậy sau này sẽ không tiếp tục làm liên lụy đạo Hiếu nữa. Làm nhàn nghe vậy, suy nghĩ một phen, nói ra. Thần hồn Lam Nguyên tử cơ bản đã không việc gì, sau này cần làm thế nào, một hồi ngươi tiến vào động thiên hoa chi, hỏi thăm đề hồn là được. Nói xong, Hàn Lập phung tay lên, một đạo quang môn màu bạc lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Lam nhàn hạ thấp người thi lễ với Hàn Lập, đi vào trong quang môn. Chủ nhân, chúng ta vì sao đột nhiên không đi nữa? Kim Đồng thấy quang môn màu bạc đóng lại, mở miệng hỏi trong những người luân hồi điện kia ta cảm nhận được một sợi khí tức cố nhân mặc dù rất không giống năm đó nhưng nó cho ta cảm giác xúc động sâu nhất trong thức hải cho dù không phải là nàng cũng tất nhiên tồn tại một loại quan hệ nào đó với nàng hàn lập suy nghĩ một chút nói như thế nàng là cố nhân nào đáng giá người mạo hiểm như vậy tiểu bạch nhịn không được hỏi nàng là người thân cận nhất của ta đáy mắt hàn lập lộ ra tia mỉm cười nói hai mắt kim đồng từ từ mở to trong lòng càng kinh ngạc vạn phần, nếu nói biểu lộ trước đó nàng còn chưa thấy. Như vậy ánh mắt Hàn Lập lúc này là nàng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy. Nếu là người trọng yếu với người như vậy, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Ánh mắt kim đồng sáng lên, nói, trong khi mấy người nói chuyện, trên đỉnh đầu bỗng nhiên lại có hai vệt độn quang bay lượn qua. Trong lòng Hàn Lập siết chặt, vội cẩn thận tra xét. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh kia hắn cũng không xa lạ gì, một người chính là Sơn Chủ Bách Tạo Sơn Hoác Huyên, còn người kia là xích mộng. Bất quá, lực chú ý của hai người kia tựa hồ đều tập trung truy tung nhóm người giao tam, cũng không phát hiện mấy người hàn lập ẩn thân trong rừng rậm phía dưới. Bọn hắn làm sao cũng tiến vào rồi. Tiểu Bạch thấy bọn họ bay xa, mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Xem bộ dáng là đi theo bọn giao tam tới, chỉ là bọn hắn không hỗ trợ cửu nguyên quan, ngược lại quỷ quỷ túy túy đi theo, chỉ sợ cũng có bí mật không muốn cho ai biết. Hàn Lập nói, nói xong, trong lòng Hàn Lập hơi động, lập tức vung tay lên, một lần nữa mở ra quang môn màu bạc. Lam nhàn từ đó chậm rãi đi ra, thần sắc trên mặt vẫn có chút tâm thần bất định. Thu xếp tốt rồi, Hàn Lập hỏi, đề hồn đạo hữu đã giải thích ổn thỏa, đa tạ Hàn đạo hữu. Lam Nhan lần nữa thi lễ, vậy là tốt rồi, sau đó người cứ đi dọc theo hướng lúc đầu chúng ta đã định, hẳn là có thể đến khu vực biên giới cửu nguyên cung. Hàn Lập nói, Lam Nhan lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Hàn Lập, nói. Trong này ghi lại địa đồ, chỉ là ta hiểu rõ một phần phân bố khu vực cửu nguyên quan. Thời gian vội vã, vẽ không tường tận, hy vọng chờ các ngươi ra cửu nguyên cung, có thể đến giúp một hai. Đa tả, làm đạo hiếu, vậy chúng ta liền tiên đồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Hàn lập tiếp nhận ngọc giản, từ đáy lòng nói ra. chương 1250, tái chiến diệu Pháp. Sau khi Lam Nhan rời đi, Hàn Lập cũng không lập tức đóng cánh cửa màu bạc lại. Hắn nhìn Kim Đồng và Tiểu Bạch, nói kế tiếp nếu như không vội rời đi, hai người trước hết quay về động thiên hoa chi đi ta hành động một mình cũng sẽ dễ dàng hơn một chút đối với sự phân phó của hàn lập tiểu bạch và kim đồng tự nhiên không có ý kiến gì một trước một sau lần lượt đi vào trong cánh cửa màu bạc nhưng khi tiểu bạch vừa đặt chân vào cánh cửa màu bạc chợt nghe tiếng nổ đùng sau lưng tiếp đó cánh cửa màu bạc không đợi kim đồng tiến đến liền trực tiếp đóng lại xảy ra chuyện gì vậy nàng vội vàng dùng tâm thần liên hệ hỏi hàn lập sau nửa ngày cũng không thấy hàn lập đáp lại mà cùng lúc đó không gian cách đình nghỉ mát trong rừng hơn trăm dặm đã bị hàn băng phong tỏa hóa thành một thế giới băng tuyết trắng tinh hàn lập và kim đồng đang kề vai sát cánh đứng trên đỉnh của đình nghỉ mát nhìn lại phía dưới chỉ thấy trên mặt đất sớm đã bị một tầng băng cứng dày đặc bao phủ phía trên còn có những cây băng trùy nhọn hoắt đâm thẳng lên trời xanh hừ tên này thật sự là huynh hoang khoác lác không bỏ rơi được kim đồng nhịn không được phàn nàn nói là họa thì không tránh được xem ra phải đánh nhau một trận rồi Hàn lập khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía rừng rậm, chỉ thấy những cây cổ thụ che trời đều đã đông kết thành băng tinh, đang nhao nhao tan vỡ thành phần óng ánh. Những cây cổ thụ tan vỡ tạo thành một lối đi rộng, một nữ tử áo xanh đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế hoa sen thủy tinh, băng băng lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh như sấm chấp. Nàng này da trắng nõn nà, thân thể thướt tha, đúng là diệu pháp tiên tôn đang đuổi theo. Tặc tử, ta đã dùng linh vực phong tỏa bốn phía, lần này xem ngươi chạy trốn thế nào. Diệu pháp tiên tôn bay đến cách 100 trượng, ngừng lại trên bầu trời, mở miệng quát. Quý tông bây giờ đang bị luân hồi điện xâm chiếm, sao người không buông tha nhân vật nhỏ bé như ta, đi tìm những con cá lớn kia đi. Hàn lập nhíu mày, dò hỏi, người yên tâm, đám dư nghiệt luân hồi điện nếu như dám can đảm xâm phạm cửu nguyên quan, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bồn tỏa trước hết bắt ngươi, cũng sẽ biết được đám trộm cắp các người đang bàn tính chuyện gì. Diệu pháp tiên tôn lạnh giọng nói ra, lão bà, miệng lưới khí thế cũng không nhỏ, không biết tự lượng sức mình, dám khoác lác như vậy, còn muốn bắt đại thúc của ta, người cũng xứng sao. Miệng lưới kim đồng sắc bén, lên tiếng trách mắng, nghe lời ấy, diệu pháp tiên tôn nhướng mày, sát khí trong mắt ngày càng đậm. Uầy, người tức giận nhìn càng xấu xí, cũng không biết người lấy dũng khí từ đâu, dám chạy tới đây bêu xấu. Để đại thúc ta hảo hảo giáo huấn người một lần, cho người biết rõ mình đang ở đâu. Kim đồng thấy vậy, chỉ cười hắc hắc một tiếng nói nực cười hai tên tiểu bối đại la cảnh sơ kỳ cũng dám điêu ngoa chỉ sợ các ngươi cũng không biết khoảng cách giữa sơ kỳ và trung kỳ lớn thế nào đâu diệu pháp tiên tôn cười lạnh nói hắc hắc đại thúc xem ra nàng chưa biết kết cục của quỷ linh tử kim đồng cười thầm truyền âm cho hàn lập nói không biết càng tốt chúng ta không có nhiều thời gian phải nghĩ cách mau chóng bắt nàng lại hàn lập quay lại nói vừa dứt lời hàn lập vỗ hai tay một màn sáng màu vàng lập tức lan ra bao phủ khu vực trăm trượng xung quanh vào trong, thời gian bốn phía xung quanh bắt đầu chuyển động chậm chạp lại. Tiếp đó, hắn xài bước đi tới, tiếng nổ lớn vang lên, cả đình nghỉ mát trong nháy mắt sụp đổ. Bóng hàn lập lóe lên trong đám bụi mù, sau đó không thấy gì nữa, nơi hàn lập biến mất xuất hiện một luồng khí xoáy. Ánh mắt diệu pháp tiên tôn lóe lên, cũng không thấy nàng bấm niệm pháp quyết, chiếc ghế thủy tinh nàng đang ngồi phát sáng mạnh hơn, từ bên trong bắn ra mấy trăm cánh hoa sen thủy tinh, bay về bốn phương tám hướng. Hàn Lập vừa hiện ra sau lưng nàng, những cánh sen thủy tinh phát sáng mãnh liệt, từ trong đó tỏa ra khí lạnh cực độ, trong nháy mắt Đông Cứng Hư không bốn phía lại. Hàn Lập vì kịp thời nhận ra có điểm không đúng, cả người lui về phía sau tới ranh giới, nhưng vẫn chậm một bước. Bắp chân của hắn chạm phải một tầng khí lạnh, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành trụ băng. Mà trụ băng lại nặng một cách lạ kỳ, Hàn Lập bất ngờ không đề phòng, bị kéo rơi thẳng xuống đám băng trùy phía dưới. Hàn Lập cúi người nện một đấm xuống mặt đất nắm đấm của hàn lập phát ra lực lượng vô cùng lớn trực tiếp đánh những cây băng chùy thành phấn vụn cả người mượn lực phản chấn bay ngược lên phía trên trở lại không trung ngay sau đó bắp chân hắn lóe lên ánh lửa một ngọn lửa màu bạc bao phủ rất nhanh đã hòa tan toàn bộ băng tinh nhưng vào lúc này một mảng băng tinh hình bông tuyết sáu cánh cực lớn đột nhiên bao phủ phía trên đầu hàn lập những băng tinh hình bông tuyết phát ra sáu luồng ánh sáng màu lam mờ ảo tạo thành sáu bức tường vây hắn vào giữa hàn lập nhìn những bức tường ánh sáng quen thuộc xung quanh không khỏi cảm thán một tiếng lúc trước hắn nghĩ sẽ không để chúng chiêu này lần thứ hai nhưng trước mắt chính mình đang bị vây lại lúc này hàn khí trên bức tường mãnh liệt tỏa ra những tia sáng trắng tạo thành ảo ảnh hàn lập thấy sáu ảo ảnh xuất hiện vẻ mặt khác nhau hàn lập chưa sốt ruột động thủ mà cổ tay xoay một vòng thanh trúc phong vân kiếm hiện ra trong lòng bàn tay ngược lại ảo ảnh không có động tác gì cũng không biến ảo ra thanh trúc phong vân kiếm Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng cảm thấy vui mừng, xem ra huyễn kính tối đa chỉ có thể phục chế ảo ảnh của mình, không thể phỏng chế ra pháp bảo. Đang cân nhắc, tay hắn kết kiếm quyết, kiếm dài trong tay chuyển động, kim quang trên thân kiếm tăng vọt, vô số tia điện màu vàng tuôn ra, hóa thành luồng lôi điện dài, xoay quanh thân thể hắn, bay thẳng lên không trung. Sáu ảo ảnh cũng bắt trước động tác của hắn, chỉ là trong tay không có kiếm, tất cả đều vung quyền tấn công, đập về phía Hàn Lập trong nháy mắt cả người Hàn Lập cũng biến hóa thành hình tượng ma thần ba đầu sáu tay, dùng quyền cước móng vuốt chia ra chống đỡ, chặn thế tiến công của sáu ảo ảnh. Lúc này, không đợi sáu ảo ảnh công kích, đỉnh đầu Hàn Lập phát ra một tiếng nổ đùng, lôi điện màu vàng đã bay thẳng lên trời phá hủy đám băng tinh hình bông tuyết kia. Dưới lực va chạm lớn, hai trong sáu bức tường do băng tinh hình bông tuyết tạo thành đã gãy mất, bay ngược ra ngoài, huyễn kính màu bạc cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh Hàn Lập cũng xuất hiện trở lại diệu pháp tiên tôn thấy một màn như vậy trong lòng kinh ngạc muôn phần lần trước nàng cũng sử dụng pháp thuật tương tự giam cầm hàn lập đối phương còn bó tay không có biện pháp nhưng lần này ngay cả một khắc cũng không làm được bất quá trong mắt của nàng cũng không sợ hãi nàng đứng lên bước từng bước trong hư không ghế hoa sen nàng đang ngồi bỗng xoay rồi hạ xuống trên mặt đất cổ tay nàng xoay một vòng trong lòng bàn tay ngưng kết hàn khí một thanh kiếm màu lam dài ba thước xuất hiện trên thân kiếm có linh quang màu lam lưu chuyển nhìn qua chắc hẳn là tiên khí phẩm dai không thấp. còn một người nữa đâu rồi, đừng có trốn nữa, xuất hiện đi. diệu pháp tiên tôn nhìn về phía trước, mở miệng nói ra. nhưng mà nơi tiếng nói hướng tới cũng không có ai. bản tính kim đồng nhát gan, diệu pháp đạo hữu đừng dọa nàng. hàn lập cười cười, nói. diệu pháp nghe lời ấy, khóe mắt khẽ nhíu nhẹ. kim đồng một mình ám sát về kim tiên của cửu nguyên quan, khi bị nhốt trong ngục lại càng ẩm ý nói nàng nhát gan trong thế gian chắc không có ai dám nhận mình mạnh dạn không sao nếu nó không chịu đi ra bổn tỏa sẽ gọi nó ra diệu pháp tiên tôn cười lạnh nói vừa dứt lời kiếm dài trong tay mãnh liệt rung động trực tiếp thoát khỏi bàn tay nàng bay lên trên bầu trời chỉ thấy hai tay nàng nhanh chóng bắt pháp quyết tung một chiêu về phía không trung trên chín tầng trời lập tức hàn vụ tràn ngập trong nháy mắt sương mù từ trên trời ập xuống hàn lập bị sương mù bao phủ tay cầm kiếm lạnh buốt, trong lúc vô tình kết thành một tầng xương trắng. Tâm niệm hắn khẽ động, nhìn về phía không trung, chỉ thấy sâu bên trong màn sương mù, ánh sáng màu lam như lôi điện chớp động không ngừng, vù một tiếng, từ phía trên bầu trời rơi xuống. Chốc lát sau, vô số kiếm quang màu lam rậm rạp chẳng chịt hiện ra, hóa thành màn mưa kiếm rơi thẳng xuống chỗ Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, trong lòng khẽ động lần nữa, thời gian pháp tác trong cơ thể lập tức tuôn ra mãnh liệt. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim nổi lên bốn phía, một vầng trăng treo trên trời, từ bên trong nở rộ hàng vạn tia sáng vàng. Những nơi chúng đi qua, hư không gần như ngưng kết, xương lạnh đầy trời cũng bị giam cầm, không hề chuyển động. Nhưng mà, màn mưa kiếm màu lam dường như không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, vẫn như cũ rơi xuống cực nhanh. Trong đôi mắt màu tím của Hàn lập lóe lên ánh sáng âm u, lập tức phát hiện manh mối. Không gian một tấc xung quanh kiếm quang bị hàn khí phát ra từ thân kiếm đông lại, nên thời gian pháp tắc của Hàn lập không ảnh hưởng tới được. Trong chớp mắt, màn mưa kiếm cũng đã rơi xuống, Hàn Lập bất đắc dĩ, trong miệng quát lớn một tiếng, vung kiếm lên, chém về phía không trung. Xoẹt, tia điện màu vàng tuôn ra từ trên mũi kiếm, giống như cây roi điện khổng lồ, bị Hàn Lập dựng lên, chống đỡ hàng trăm hàng ngàn luồng kiếm quang màu lam, tạo thành vòng cầu màu vàng sáng loáng. Ầm ầm ầm, trên không trung, tiếng nổ vang không ngừng, màn mưa kiếm màu lam rơi xuống liên miên không dứt, đẩy về phía vòng cầu màu vàng. Rốt cuộc, luồng điện quang màu vàng trói mắt cũng bị hàn khí từ mưa kiếm ăn mòn, trực tiếp đông kết lại. Sau một tiếng nổ vang, nứt vỡ thành vô số khối vụn, bay đầy trời rơi xuống. Không còn vòng cầu màu vàng che đậy, mưa kiếm màu lam lập tức rơi xuống mặt đất, đập phá toàn bộ khu vực thành một vùng hỗn độn. Mưa kiếm rơi xuống liên tục, trên mặt đất ngưng kết thành một bức tường băng cao hơn 10 trường. Mà khi diệu pháp tập trung tư tưởng nhìn lại, phát hiện bóng dáng hàn lập căn bản không còn ở đó. Nhưng lúc này, dị biến phát sinh chương 1251, hỗn chiến trong biện. Thân thể diệu pháp tiên tôn đột nhiên chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo rơi xuống ghế hoa sen phía dưới. Mưa kiếm màu lam trên trời im lặng dừng lại, tất cả sương mù cũng tan thành mây khói. Diệu pháp tiên tôn chưa rơi xuống, phía trên ghế hoa sen đột nhiên có một ngọn lửa màu bạc bay lên, giống như một đóa hoa sen lửa chụp lại, muốn bọc nàng vào bên trong. Cũng may nàng phản ứng cực nhanh, cả người lóe lên, lướt ngang ra hơn 10 trượng, Khó khăn lắm mới tránh thoát đóa hoa sen lửa màu bạc kia. Hoa sen lửa màu bạc thấy một kích không trúng, hóa thành một con chim lửa màu bạc, mãnh liệt đánh về phía nàng. Diệu Pháp Tiên Tôn vội vàng vung tay, muốn triệu hồi chuôi kiếm màu lam lần nữa. Nhưng mà, không chỉ có chuôi kiếm của nàng bay xuống, còn có thêm một thiếu nữ tuổi dậy thì bay theo, tự nhiên chính là Kim Đồng. Mà trong tay Kim Đồng đang gắt gao cầm lấy chuôi kiếm màu lam. Làm sao có thể, trong lúc Diệu Pháp Tiên Tôn kinh hãi? bóng hàn lập quỷ mị xuất hiện phía sau, một kiếm đâm xuyên ngực nàng. Tách tách tách, kèm theo điện quang lưu chuyển là âm thanh nổ nhẹ, vô số sợi tơ lôi điện từ trong vết thương trước ngực diệu pháp tiên tôn tràn ra, trực tiếp đánh cho nàng đau đớn miệng phát ra tiếng gào rú thê lương, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Người cho rằng kim đồng ẩn thân dưới mặt đất, vì vậy muốn buông xuống ghế hoa sen, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn ở trên bầu trời. Hàn lập chậm rãi nói ra, nàng không thể, không thể nào khống chế huyền xương tiên kiếm của ta được. Trong miệng Diệu Pháp Tiên Tôn tràn ra một ít máu tươi, nói: "Thật sự là lòng dạ hẹp hòi, ai thèm khống chế chuôi kiếm mẻ này của ngươi, lạnh như băng ấy, lại còn cứng như đá, ngươi cho ta, ta cũng không thèm." Kim Đồng nghe vậy, tức giận nói, dứt lời, nàng tiện tay ném cây tiên kiếm xuống dưới chân Diệu Pháp Tiên Tôn. Diệu Pháp cúi đầu nhìn xem, lập tức biến sắc, tiếc nuối không ngừng. Chỉ thấy nguyên bản một thanh tiên kiếm cực tốt, đã bị mẻ một miếng trên mũi kiếm xem dấu vết thì rõ ràng bị người ta cắn. Thật sự là lạnh chết ta, kim đồng trà sát hai tay phát xanh do bị đóng băng, vẻ mặt run rẩy nhìn về phía diệu pháp tiên tôn. Hôm nay là bổn tỏa khinh thường, lần sau sẽ bắt các người phải đền bù gấp trăm lần. Vẻ mặt diệu pháp tiên tôn tức giận, nghiến răng nói. Kim đồng nghe vậy, lập tức trừng mắt, đang muốn mở miệng chửi bới, liền thấy thân thể diệu pháp tiên tôn ngưng kết thành băng, ngay cả thanh trúc phong vân kiếm cũng đóng băng lại. Ngay sau đó, một tia sáng màu lam đẹp mắt từ trong tượng băng lóe lên, đột nhiên tỏa ra. Khu vực 100 trượng xung quanh, lập tức bị một luồng sóng khí cuồng bạo nổ tung, vô số phấn bụi màu lam khuếch tán ra xung quanh, mãnh liệt như bão tuyết, bao phủ khắp nơi. Một lúc lâu sau, những băng tinh màu lam này mới dừng lại, khu vực ngàn dặm xung quanh cũng đã hóa thành thế giới băng tuyết. Bóng hàn lập và kim đồng lần nữa xuất hiện, quét nhìn khắp nơi, đã không còn thấy tung tích diệu pháp tiên tôn, ngay cả ghế hoa sen và huyền xương tiên kiếm cũng biến mất lại để nàng chạy thoát. Kim Đồng có chút không cam lòng nói, không sao, chúng ta vốn cũng không muốn đánh nhau tới chết với nàng, lần này có thể bước lui nàng nhanh như vậy, công lao của ngươi là lớn nhất. Hàn Lập vừa cười vừa nói, vô thức muốn xoa đầu Kim Đồng. Tay vừa mới giơ lên, nghĩ lại hôm nay Kim Đồng đã không còn là tiểu nữ đồng trước kia, lại hậm hực thu tay về. Kim Đồng thấy hắn có chút ngập ngừng, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Tốt rồi, người cũng trở về động thiên hoa chi nghỉ ngơi một chút, Ta muốn toàn lực đuổi theo đám người giao tam." Hàn Lập nói ra, bị Diệu Pháp Tiên Tôn trì hoãn một lúc, không biết bọn họ đã chạy đường nào. Kim Đồng nói, "Trước kia bọn họ trên đường vừa đuổi vừa đánh, ven đường nhất định sẽ lưu lại dấu vết, ta chỉ cần lần theo đó là có thể tìm được." Hàn Lập nheo mắt lại nói, sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn đưa Kim Đồng vào động Thiên Hoa Chi, tự mình bay lên, đuổi theo hướng lúc trước đám người giao tam rời đi. Hàn Lập thi triển thần thông ẩn nấp của mặt nạ màu đen, bay dọc theo dấu vết đám người giao tam để lại, nhanh chóng tiến lên. Những người kia cũng không làm mất dấu, vì vậy hắn tìm vô cùng dễ dàng. Sau một lát, hắn đi tới gần một tòa đại điện. Từng trận nổ vang như sóng to gió lớn từ trong điện truyền ra, bên trong tựa hồ đang xảy ra đại chiến cực kỳ kịch liệt. Khắp nơi trong Cửu Nguyên Cung đều có cấm chế, không cách nào vận dụng thần thức dò xét, Hàn Lập đang muốn tới gần cửa chính đại điện, dò xét tình hình bên trong. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến lách mình ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai cây cột trước cửa, trong mắt xuất hiện ánh sáng màu tím, vận dụng cửu u ma đồng. Chỉ thấy phía trên hai cây cột đá có hai bóng người trong suốt, một người màu đỏ thắm, người còn lại màu đen, đúng là xích mộng và hóp huyên. Hai người đang hết sức chăm chú nhìn về phía trong điện, cũng không nhìn thấy hàn lập. Cũng là do hiệu quả ẩn nấp của mặt nạ màu đen thực sự quá tốt, hai người mới không phát hiện ra. Hàn lập nhìn hai người một cái, lập tức mặc kệ bọn họ, Thân hình không tiếng động chui xuống dưới đất, chậm rãi di chuyển về phía cửa chính, rất nhanh đã tới đó. Từ góc độ này, hắn có thể thấy tình hình trong điện. Chỉ thấy bên trong đại điện từng kiện tiên khí bay múa đầy trời, linh quang nổ tung, độn quang bắn ra bốn phía, hỗn loạn vô cùng. Trong đại điện có 10 bóng người, bên luân hồi điện có người đeo mặt nạ thỏ, Vũ Dương, Lục Xuyên Phong, Dao Tam, cô gái áo đen, tổng cộng 5 người. Bên cửu nguyên quan chỉ có thuần quân chân nhân, phó quan chủ Dương quân tử lôi quân chân nhân tổng cộng ba người thuần quân chân nhân ngăn cản người đeo mặt nạ thỏ đang chém giết giữa không trung hai người dương quân tử lôi quân chân nhân ngồi trong đại trận bên trong có một tòa tế đàn màu vàng xung quanh tế đàn có những kim nhân cao vài trượng đang đứng yên những kim nhân này mặc áo giáp trong tay cầm đao kiếm khổng lồ trông như người thật phối hợp với pháp trận xung quanh chém ra từng nhát cầu vồng màu vàng nhát chém nhìn như bình thường nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc kim thuộc tính vô cùng cường đại Giao chiến cùng Vũ Dương, Lục Xuyên Phong, Giao Tam, cô gái áo đen mà không rơi vào thế hạ phong. Mà phía sau tế đàn màu vàng có một đoàn kim vân chói mắt, bên trong tựa hồ có bảo vật gì đó, chỉ tiếc kim vân quá mức chói mắt, không thấy rõ bên trong. Kim vân giống như vật còn sống tản ra linh lực dao động kinh người, thỉnh thoảng bắn ra một đạo kim quang, bên trong đó ẩn chứa kim pháp tác vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt vỡ hư không xung quanh. Không chỉ như vậy, kim vân chấp động mấy cái màu sắc đột nhiên biến đổi thành màu vàng đất, pháp tắc dao động cũng biến thành thổ pháp tắc, không gian gần đó rung động lắc lư không ngớt, tựa hồ không chịu nổi sức nặng của Hoàng Vân. Sau một khắc, đám mây lại biến thành màu xanh lá, bắn ra một pháp tắc dao động vô cùng nồng đậm, không gian trong điện lập tức ngập tràn sinh cơ. Kế tiếp, đám mây lại tiếp tục biến hóa, biến thành màu đỏ, lam, năm loại màu sắc bất đồng, tiếp đó lại lặp lại từ đầu, tuần hoàn liên tục. Ánh mắt năm người luân hồi điện nhìn chằm chằm vào đám mây sau tế đàn, vừa phát ra các loại công kích, vừa từ bốn phía phóng về phía tế đàn. Ba người cửu nguyên quan kiệt lực chống lại, ngăn cản người luân hồi điện tới gần. Chiến đấu đã tới hồi gai cấn, không biết trong đại điện có cấm chế lợi hại gì, vậy mà chịu được ảnh hưởng của đại chiến. Trong đám mây là bảo bối gì, vậy mà ẩn chứa năm loại lực lượng pháp tắc. Hàn lập xa xa nhìn đám mây biến hóa liên tục sau tế đàn, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Càng là tiên khí đẳng cấp cao, càng coi trọng pháp tắc phần túy trong đám mây tản mát ba động ra khí thức cực kỳ cường đại, so với tất cả tiên khí trên người hắn đều mạnh mẽ hơn, thậm chí còn trên cả tuế nguyệt thần đăng, nhưng lại ẩn chứa năm loại pháp tắc. Tâm niệm hắn khẽ động, thì pháp chiếu tình cảnh bên ngoài vào trong không gian hoa chi, cho Kim Đồng, đề hồn nhìn một chút, đồng thời truyền âm hỏi thăm. Kim Đồng, đề hồn, tiểu bạch, các người có từng thấy qua bảo vật này không? Kim Đồng và đề hồn chứng kiến cảnh này, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, đều lắc đầu mà tiểu bạch thì một bộ dạng muốn nói lại thôi. Tiểu bạch, người chẳng lẽ biết gì đó. Hàn lập chứng kiến thần sắc tiểu bạch biến hóa, lập tức hỏi. Lúc ta kế thừa lực lượng huyết mạch phụ thân, cũng kế thừa một ít trí nhớ của ông ấy. Trong trí nhớ ta thấy bạch trạch vương thượng và cha ta, bọn họ định luyện chế một món tiên khí ẩn chưa pháp tác riêng biệt, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Bất quá sự việc về món tiên khí đó, trong trí nhớ của cha ta cũng không miêu tả kỹ càng. Tiểu Bạch nói như thế, Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu hắn lại nhìn đám mây vài lần rồi rời ánh mắt đi nhìn về phía đại chiến trong điện ánh mắt chủ yếu rơi vào trên người cô gái áo đen kia cùng người mặt nạ thỏ cô gái áo đen giờ phút này tu vi đã hiển lộ ra đạt đến đại la cảnh sơ kỳ trên người bao phủ một cỗ hào quang đỏ sậm sáng tối luân chuyển chia làm sáu tầng tựa như cầu vồng trong tay nàng thúc giục một kiện tiên khí là chiếc kính màu đỏ sậm chém giết cùng bốn năm tên kim nhân mà chiếc kính không biết là bảo bối gì uy năng cũng lớn kinh người, mặt kính liên tục bắn ra tia sáng màu đỏ sậm. Những tên kim nhân phát ra kim quang công kích đụng vào tia sáng đỏ, lập tức giống như băng tuyết gặp lửa tán loạn biến mất. Kim nhân dù có bốn năm người vẫn rơi vào thế hạ phong, bị bước lui liên tục về phía sau. Luân hồi pháp tắc Hàn Lập nhìn về phía sương mù đỏ sậm quanh người cô gái áo đen, ánh mắt lóe lên. Chỉ có điều luân hồi pháp tắc tỏa ra từ cô gái áo đen lại hoàn toàn khác biệt so với luân hồi pháp tắc của Giao Tam luân hồi pháp tắc của giao tam vô cùng mạnh mẽ tràn ngập cảm giác cường ngạnh luân hồi pháp tắc của nàng này mặc dù không sắc bén bằng giao tam nhưng lại linh hoạt dị thường vũ dương lục xuyên phong giao tam cũng thi triển thần thông của riêng mình chém giết cùng những tên kim nhân kia mơ hồ cũng chiếm được thượng phong chỉ là pháp trận màu vàng xung quanh tế đàn thực sự cao minh lại kết nối với cửu nguyên cung từng cỗ lực lượng kim thuộc tính pháp tắc liên tục cung ứng cuồn cuộn không dứt mà dương quân tử lôi quân chân nhân khống chế những kim nhân kia vô cùng thuần thục. Vì vậy đám người cô gái áo đen mặc dù chiếm được thượng phong nhưng không cách nào đánh tan những kim nhân kia. chương 1252, tình thế rằng co. Trong đại điện, từng cặp hai bên chém giết hỗn chiến không ngừng, thanh thế kinh người, nhưng nếu xét về độ kịch liệt, đều xếp sau người đeo mặt nạ thỏ và thuần quân chân nhân. Vẻ mặt thuần quân chân nhân nghiêm túc, kim quang bao phủ quanh người, giơ tay nhấc chân có ngàn vạn kiếm ảnh bay vụt ra, kiếm khí mạnh mẽ vô cùng lấp đầy toàn bộ đại điện. Mà xung quanh người đeo mặt nạ thỏ thì bóng đen dày đặc, biến hóa ra các loại ảo cảnh, ùn ùn đánh về phía thuần quân chân nhân. Kiếm khí quanh người thuần quân chân nhân chém vào ảo cảnh, như châu đất xuống biển, biến mất không còn tung tích. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, tình cảnh này hắn đã từng thấy qua trước kia, đó là ở trong Thái Tuế Tiên phủ. Thạch Không Mặc, người vậy mà gia nhập Luân Hồi Điện, trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên Quan, chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh giữa cửu nguyên quan và ma vực một lần nữa. Thuần quân chân nhân giận dữ hét lên, trở thành kẻ địch của ngươi, ta chỉ tìm vợ và con trai ta, bản lĩnh tên lỗ mũi trâu nhà ngươi cũng không tệ, bất quá so với ta vẫn còn chênh lệch nhiều, mau ngoan ngoãn bó tay chịu chói. Người đeo mặt nạ thỏ cười ha ha, hai tay hoạt động liên tục. Ảo ảnh quanh người lão lập tức dày lên gấp 10 lần, hình thành một linh vực ảo ảnh hơn 10 trượng, đè ép về phía thuần quân chân nhân. Ngươi, Thuần quân chân nhân nghe nói thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức lão nhìn về phía linh vực ảo ảnh đang bay đến gần, hai tay vội vàng bấm pháp quyết, kiếm ảnh quanh người cũng trở nên dày đặc gấp mấy lần, hình thành một linh vực màu vàng, bất quá chỉ lớn tầm 7-8 trượng. Vô số kiếm ảnh màu vàng chấp động bên trong linh vực, đụng vào linh vực ảo ảnh. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, không gian xung quanh vỡ vụn toàn bộ. Quả nhiên là lão già này, bên ngoài đại điện, Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước giao ta mang thạch không mặc đi, sau đó không biết đã nói gì với lão, vậy mà giờ mang được lão tới nơi này. Chỉ là, phạm vi linh vực của hai người bọn họ sao lại nhỏ như vậy? Trong nội tâm Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, suy đoán nói. Ha ha, thật là đã tay, đã lâu rồi không được đánh sướng tay như vậy. Thạch không mặc cười ha ha, vung hai tay lên, bên trong linh vực ảo ảnh xuất hiện 10 cái móng vuốt màu đen sắc bén, chụp vào thuần quân chân nhân, phía trên móng vuốt quấn mấy luồng khí đen sắc mặt thuần quân chân nhân khẽ biến, lập tức bấm niệm pháp quyết một cái. Linh vực của lão bắn ra kiếm ảnh màu vàng, chém về phía những cái móng vuốt màu đen kia. Thế nhưng móng vuốt màu đen tựa như hư ảnh, xuyên qua kiếm quang màu vàng, bay vụt tới thuần quân chân nhân, vồ lấy lão. Xoẹt, quẹt, xoẹt, máu tươi bắn tung tóe trên người thuần quân chân nhân xuất hiện hơn 10 vết thương sâu tới tận xương, lão đảo lui về phía sau. Không chịu được một kích, thật là mất hứng, thạch không mặc lắc đầu nói. Quan chủ, dương quân tử, lôi quân chân nhân thấy cảnh này, mặt biến sắc, lên tiếng kinh hô, động tác trên tay bị trì hoãn một chút. Giao tam, ánh mắt vũ dương sáng lên, hai tay bắt pháp quyết, đồng thời miệng hét lớn. Kim quang trên người gã tăng vọt, một cái mâm tròn màu vàng xuất hiện sau lưng, nhanh chóng chuyển động, rõ ràng là chân môn bảo luân, đã ngưng tụ thành thực chất. Quanh người vũ dương xuất hiện linh vực màu vàng, vô số ảo ảnh mâm tròn chấp động. Giao tam tất nhiên biết rõ vũ dương hô hoán nàng là ý gì, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên người điên cuồng xuất ra tầng tầng hào quang màu đỏ, lập tức cũng hình thành một tầng linh vực đỏ sậm. Linh vực của hai người dung hợp, đồng thời sáng lên, rung động ông ông, giống như linh vực đang cộng hưởng. Sắc mặt giao tam nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm một tiếng, một mâm tròn màu đỏ sậm to bằng căn phòng bay ra từ trong linh vực, trên mâm tròn có sáu vòng xoáy màu đen, chuyển động nhanh chóng, bắn ra thiên thạch, khí tức minh mông đáng sợ. Vũ Dương bay người rơi vào bên cạnh Giao Tam, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chân ngôn bảo luân phía sau y lập tức bắn ra, lóe lên hòa cùng mâm tròn đỏ sậm tạo thành một thể. Ầm ầm ầm, mâm tròn đỏ sậm lập tức lớn lên gấp bội, phía trên xuất hiện những phù văn màu vàng, tản ra nhẹ nhẹ lực lượng thời gian pháp tắc, rồi lại cùng luân hồi pháp tắc trên mâm tròn đỏ dung hợp cộng hưởng. Bên ngoài đại điện, Hàn Lập thấy cảnh này, ngoài kinh ngạc, không biết tại sao lại mơ hồ có một cảm giác mất mát vi diệu lướt qua trong lòng. Trước kia chỉ có thời gian pháp tắc của hắn cùng luân hồi pháp tắc của Giao Tam có thế dung hợp phát sinh ra cộng hưởng, hôm nay Vũ Dương vậy mà cũng có thể làm được. Bất quá Hàn Lập rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này, Vũ Dương tu luyện chân nguồn hóa luân kinh, có thể cùng luân hồi pháp tắc của Giao Tam sinh ra cộng hưởng là chuyện đương nhiên. Chỉ là pháp tắc của hai người cộng hưởng chưa cân đối lắm, không trôi chảy như hắn và Giao Tam liên thủ. Đi, hai tay Giao Tam và Vũ Dương đẩy về phía trước, mâm tròn đỏ sậm lập tức bắn ra cuồn cuộn, lấy khí thế giới non lấp biển đánh vào trên tế đàn màu vàng ầm 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 liên tiếp mấy tiếng giòn vang mấy tên kim nhân phía trước bị mâm tròn đánh trúng lập tức nổ tung không có chút sức chống cự quá trình này tuy phức tạp kỳ thật diễn ra trong nháy mắt dương quân tử lôi quân chân nhân chứng kiến cảnh này thần sắc đại biến âm thầm tự trách bản thân không nên phân tâm đồng thời hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết kỳ thực tu vi dương quân tử lôi quân chân nhân cũng đã đạt tới đại la hậu kỳ bình thường rất ít khi phân tâm nhưng thạch không mặc tu luyện chính là tâm ma pháp tắc, trong lúc nhất thời có thể bất chi bất giác ảnh hưởng tâm trí của người khác. Đám người giao tam, Vũ Dương biết rõ thần thông của thạch không mặc, trên người sớm đã mang theo bảo vật phòng ngự. Dương quân tử, lôi quân chân nhân không biết chuyện này nên không phòng bị mới bị chúng chiêu, trong lúc nguy cấp lại vô tình tạo cơ hội cho giao tam và Vũ Dương. Dưới sự thi pháp của hai người, pháp trận xung quanh thế đàn màu vàng bừng sáng, vô số phù văn tuôn ra từ mặt đất, sáp nhập vào bên trong pháp trận. Trên người những tên kim nhân lập tức xuất hiện hoa văn màu vàng, thân hình phồng lớn thêm, đao kiếm trong tay lại càng sáng chói mắt, chém về phía trước. Từng luồng đao kiếm phát sáng gào thét bắn ra, đan vào tạo thành lưới vàng lớn, tỏa ra kim quang mút trời, ngăn cản mâm tròn đỏ sậm. Ầm 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 một tiếng nổ mạnh rung trời phát ra, thiên thạch phát ra từ mâm tròn đỏ sậm đâm vào lưới vàng, hai luồng sáng một đỏ một vàng tách ra, đâm thẳng lên trời, tạo thành vòng xoáy gió lốc màu trắng xóa, đồng thời bên trong còn sen lẫn màu đen, rõ ràng là những vết nứt không gian, bắn ra đầy trời. Trong lúc nhất thời, âm thanh xùi xùi vang vọng toàn bộ đại điện. Hào quang trên mâm tròn đỏ sẫm chấp động, bản thân nó cũng tiếp tục xoay tròn, nhìn như một cái ma bàn khổng lồ. Lưới vàng kịch liệt run rẩy một hồi, sau đó phát ra tiếng tách tách, như tiếng đổ sứ bị nứt, tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh. Dương quân tử, lôi quân chân nhân vội vàng thi pháp, mặc dù chiếm giữ địa thế, nhưng cuối cùng uy năng so ra vẫn kém pháp tắc cộng hưởng của Giao Tam và Vũ Dương mâm tròn đỏ sậm dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục cuồn cuộn về phía trước, dễ dàng nghiền nát kim nhân, nhanh như chấp đánh tới tế đàn. Dương quân tử, lôi quân chân nhân muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, thần sắc hai người dường như cũng không lúng túng. Một ảo ảnh đỏ sậm hiện lên, mâm tròn lập tức đến trước tế đàn, hung hăng đập xuống. Nhưng vào thời khắc này, không gian xung quanh tế đàn bỗng nhiên dao động, từng tia sáng đen bay ra, nhanh chóng tụ lại một chỗ tạo thành màn hào quang màu đen, bao phủ toàn bộ tế đàn mâm tròn đỏ sậm đánh vào màn hào quang màu đen, phát ra một tiếng keng thật lớn. Màn hào quang màu đen khẽ rung động, chỗ bị đánh trúng lõm xuống phía dưới. Nhưng công kích của mâm trong cũng chỉ có vậy, mặc cho nó xoay tròn tấn công thế nào, vẫn không phá vỡ được màn hào quang. Luân hồi điện các người phái một lượng lớn nhân lực tấn công những nơi yếu hại của cửu nguyên quan chúng ta, sau lưng lại đưa cao thủ lẻn vào cửu nguyên cung, thật sự là một kế tuyệt diệu. Đáng tiếc các ngươi không nghĩ tới vòng bảo hộ huyền nguyên ám quang, cấm chế này do chính quyền nguyên đạo tổ tự tay bố trí, bằng chút bản lĩnh ấy của các ngươi mà có thể phá vỡ, quả thực là nằm mơ. Giữa không chung, thuần quân chân nhân lui người về phía sau, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, trong miệng cười lạnh nói. Lôi quân chân nhân mỉm cười, dương quân tử cũng vui vẻ, hai tay vừa nhấc lên, đang muốn làm gì đó. Vào thời khắc này, một thân ảnh nhanh như điện bay tới trước người lôi quân chân nhân, đúng là lục xuyên phong cũng không thấy y hành động thế nào, vô số luồng ánh sáng màu lam nổ bắn ra từ trên người y. Mỗi luồng sáng tỏa ra khí tức cực kỳ băng hàn, như mưa rơi đánh tới lôi quân chân nhân. Một cỗ khí tức cực hàn lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện, làm cho người ta phát run. Bên dương quân tử cũng có bóng người chấp động xuất hiện, là Vũ Dương, hai tay gã hoạt động liên tục. Từng trường ảnh màu vàng xuất hiện trên đầu dương quân tử, như sóng giữ chụp về phía gã. Giữa không trung thạch không mặc cũng toàn lực thúc dục linh vực, dồn ép thuần quân chân nhân liên tục lui về phía sau. Vào thời khắc này, giao tam như quỷ mị, chấp động một cái đã xuất hiện gần tế đàn, lật tay lấy một vật ném ra. Cái đó là, ngoài điện, ánh mắt hàn lập lóe lên, vật giao tam ném ra, rõ ràng là khối lệnh bài màu đen ngày đó lấy được trong tuế nguyệt tiên phủ. Huyền nguyên hắc lệnh, ngươi sao lại có vật này? Vẻ tươi cười trên mặt thuần quân chân nhân trong chốc lát biến mất, bộ dáng trở nên lúng túng. Thân hình lão khẽ động, muốn bay xuống phía dưới. Ha ha, lão mối châu, chúng ta chưa phân thắng bại, người đã muốn đổi đối thủ sao? Đến đây, chúng ta đánh nhau thêm 300 hiệp, thạch không mặc cười lớn một tiếng, ngoắc ngón tay về phía thuần quân chân nhân. Bóng đen trước người thuần quân chân nhân chấp động, quỷ trào như thật như ảo lại xuất hiện, cào mạnh về phía lão. Lục Xuyên Phong và Vũ Dương cũng ra tay toàn lực, gắt gao cuốn lấy lôi quân chân nhân và Dương quân tử. Giờ khắc này, Giao Tam há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám huyết quang lóe lên rồi dung nhập vào trong thiết bài màu đen, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên thiết bài phần phật một tiếng, cháy lên một ngọn lửa màu đen, theo pháp quyết trong tay giao tam, mãnh liệt kéo dài ra, biến thành một thanh kiếm lửa màu đen, chém về phía màn bảo hộ huyền thiên ám quang. Màn bảo vệ huyền thiên ám quang vừa rồi thoạt nhìn còn kiên cố, không gì có thể phá, nhưng đứng trước kiếm lửa bỗng nhiên cực kỳ yếu ớt, xoẹt một tiếng bị chém ra một lỗ hổng thật to. Cả người giao tam nhoáng một cái, từ lỗ hổng bay vào trong màn hào quang, tay chộp vào trong hư không. Trên tế đàn lóe lên, một bàn tay đỏ sẫm xuất hiện, chộp vào đám mây đang biến thành lửa đỏ. Ba người thuần quân chân nhân thấy cảnh này, đều phát ra tiếng giống giận, tuy vậy cũng không làm gì được. Nhưng vào thời khắc này, biến cố phát sinh, chương 1253, một kiện phỏng chế phẩm. Đám mây màu đỏ bị bàn tay bắt lấy bỗng nhiên phồng lên, trong tích tắc to gấp 10 lần, bên trong bắn ra tia lửa, đẩy lui bàn tay, khiến nó không giữ được đám mây. Sắc mặt sao tam khẽ biến, há miệng phun tiếp một cái. Một luồng hào quang màu đỏ sậm bắn ra, trong đó ẩn chứa cả trăm sợi tơ luân hồi pháp tắc, dung nhập vào bàn tay khổng lồ. Một cỗ linh áp sâu không lường được phát ra từ bàn tay khổng lồ, tàn sát bừa bãi trong đại điện không kiêng nể gì cả, không gian xung quanh tế đàn giống như mặt nước, gợn sóng kịch liệt. Năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ khẽ dùng lực, hào quang đỏ sậm chợt hiện, lập tức đè xuống đám mây bất quá không chờ dao tam lộ ra vẻ tươi cười, đám mây bị đè xuống lại tiếp tục lóe lên, đồng thời phóng xuất ra bốn màu lục, lam, vàng, kim, ngũ sắc quang mang hòa trộn, pháp tác lực lượng trong đó dung hợp cộng hưởng với nhau. ầm ầm một tiếng thét cực lớn từ trong đám mây phát ra, ngũ sắc quang mang tăng vọt mấy chục lần, biến thành mặt trời nhỏ, trong chốc lát chiếu rọi toàn bộ không gian bên trong huyền thiên ám quang, hơn nữa giống như trong chóng xoay tròn cắt về mọi phía. Mỗi một tia sáng ngũ sắc tựa như lưỡi dao vô cùng sắc bén những nơi nó đi qua đều tạo thành vết rách không gian. Xoẹt một tiếng, bàn tay khổng lồ nhìn uy năng không nhỏ lại giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách. Không ổn, cửu chân, mau lui lại. Bên ngoài màn hào quang, Vũ Dương thấy cảnh này, sắc mặt đại biến hô lên. Giao Tam cũng hoảng sợ, cả người cấp tốc bắn ngược ra sau, đồng thời phất tay lên, trong tay hiện ra một cây cờ màu đen, hóa thành màn sáng tối om trước người. Tay còn lại cũng tung trưởng xuất ra một cây thước ngọc, tuôn ra một ngọn lửa màu bạc. Cả hai vừa xuất hiện, hóa thành hai lớp màn sáng bảo vệ hình cầu bao bọc quanh người nàng. Giao tam làm xong những việc này, những lưỡi dao ngũ sắc cũng bay vụt tới, chém lên vòng bảo hộ. Một tiếng nứt vỡ giòn tan, hai màn sáng ngăn cản được một nhịp thở, liền vỡ vụn hoàn toàn. Bất quá giao tam cũng đã trốn ra ngoài huyền thiên ám quang. Nhưng không đợi giao tam thả lỏng, những lưỡi dao ngũ sắc lại chém lên trên huyền thiên ám quang. Huyền thiên ám quang dường như rất dễ phá vỡ từ bên trong, trên bề mặt hiện ra nhiều vết rách sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nổ tung ra. Hàng vạn lưỡi dao ngũ sắc bắn ra, nhưng có thể do chạm phá huyền thiên ám quang tiêu hao quá nhiều lực lượng, lưỡi dao ban đầu đã biến thành sóng ánh sáng, sóng giữ như thủy triều quét qua toàn bộ đại điện. Đám người thạch không mặc, thuần quân chân nhân, vũ dương bị sóng ánh sáng ngũ sắc quét tới, giống như bị vô số thiên thạch đập chúng, không có lực phản kháng bay ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp nện vào vách tường xung quanh đại điện. Giao tam ở gần nhất, bị va đập mạnh nhất, toàn bộ người lõm sâu vào trong vách tường, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Chỉ có cô gái áo đen đứng cách tế đàn khá xa, bị ảnh hưởng ít hơn một chút, tuy rằng cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng miễn cưỡng vẫn ổn định được thân hình. Bất quá chiếc mũ rộng vành của cô gái áo đen bị sốc lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt. Bên ngoài đại điện, Hàn Lập xa xa trông thấy, toàn bộ cơ thể như bị sét đánh, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào cô gái áo đen. Ánh sáng ngũ sắc dày đặc cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh phiêu tán biến mất trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh toàn bộ tế đàn bây giờ đã triệt để biến mất chỉ còn lại một mảnh phế tích đám mây ngũ sắc trên tế đàn cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ nghe len ken một tiếng giòn vang một luồng sáng ngũ sắc rơi gần cửa điện bên trong luồng sáng là một bình nhỏ ngũ sắc to bằng nắm đấm thân bình nhỏ nhắn tinh tế phía trên còn có hoa văn hình chiếc lá thoạt nhìn đầy vẻ thần bí cái này thân thể hàn lập lần nữa chấn động trên mặt lộ ra biểu cảm khó tin bình nhỏ kia ngoại trừ màu sắc bên ngoài còn lại tất cả đều giống y đúc trưởng thiên bình của hắn bình này giống trưởng thiên bình như đúc chẳng lẽ lại là một vật phỏng chế hàn lập rất nhanh tỉnh táo lại trong lòng nhớ lại phải biết rằng năm đó trong tay mã lương cũng có một cái bình phỏng chế trưởng thiên bình với khả năng của cửu nguyên quan tạo ra thêm một cái nữa cũng không khó khăn gì chỉ là cái bình nhỏ ngũ sắc trước mắt uy năng đã vượt qua cái trong tay mã lương cảm giác không thua kém trưởng thiên bình bao nhiêu Cô gái áo đen vừa đúng lúc bị đánh bay đến gần cửa đại điện, mắt thấy cảnh này, lập tức vui mừng nhào tới chỗ bình nhỏ. Đồng thời tay áo nàng phất một cái, hào quang đỏ sậm bắn ra, cuốn về phía bình nhỏ mũ sắc, mắt thấy sắc thành công. Nhưng vào thời khắc này, một tiệ điện quang màu tím và một ngọn lửa từ ngoài điện nhanh chóng bay đến, hầu như đồng thời đánh vào hào quang đỏ sậm của cô gái áo đen. Cô gái áo đen không ngờ sự việc xảy ra như vậy, ầm một tiếng, hào quang đỏ sậm dễ dàng bị xé rách theo sau điện quang và ngọn lửa, hai bóng người một tím một đỏ hiện ra, đúng là Hoa Uyên và Xích Mộng. Hoa Uyên bấm niệm pháp quyết thúc dục, tia điện màu tím phân ra, biến thành hai con mãng xà màu tím, dài mấy trượng. Trên người chúng nhúc nhích những luồng điện quang chói mắt, miệng phát ra tê tê, ê ê ê, ê giống như vật còn sống, thanh thế cực kỳ kinh người. Vù, một con mãng xà di chuyển, đánh về phía cô gái áo đen. Con mãng xà còn lại đánh về phía ngọn lửa, nó xoay người một cái, trong nháy mắt đã quấn được ngọn lửa giam vào trong. Cùng lúc đó, con mãng xà này phun ra một tia lôi điện màu tím, bắn về phía bình nhỏ ngũ sắc trên mặt đất. Đừng có nằm mơ, xích mộng giận dữ, há miệng phun một cái. Trong miệng xì ra một ngọn lửa đỏ, trong nháy mắt hóa thành lưới lửa đỏ thấm, bọc con mãng xà màu tím lại. Con mãng xà này và tia lôi điện nó bắn ra bị lưới lửa bao lại, tiếng xì xì vang lên, sau đó cả hai tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, xích mộng vung tay lên. Một luồng ánh sáng đỏ bắn ra, quay tít một vòng hóa thành một màn hào quang đỏ thấm, trên đó còn có chín con hỏa long quấn quanh, chính là cửu long thần hỏa cháo, quay đầu chụp xuống Hoa huyên. Sắc mặt Hoa huyên trầm xuống, tay vỗ vào trán, lập tức hiện ra lôi văn màu tím phức tạp, chớp động tạo thành lôi quang màu tím kinh người. Ánh sáng tím lóe lên, hai viên lôi châu màu tím từ lôi vân bắn ra, nhanh chóng to lên, biến thành hai bánh xe đụng vào nhau. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, một đám lôi vân màu tím to khoảng 10 trượng đột nhiên xuất hiện, vô số luồng lôi điện trong đám mây chớp nháy, tiếng nổ, tiếng rít đan xen vào nhau, phảng phất khủng bố như lôi thần hàng thế. Lôi vân màu tím chấp động hào quang, nghênh đón cửu long thần hỏa cháo trong không trung. Lôi quang kịch liệt xung đột với hỏa diễm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lôi vân màu tím này nhìn như bình thường, kỳ thực lại ẩn chứa uy năng sâu không lường được, vậy mà ngăn cản được cửu long thần hỏa cháo trong không trung. Hai người mặc dù đến cùng nhau, nhưng bảo vật ở trước mắt, lập tức đánh nhau tranh giành. Bên kia thân hình cô gái áo đen bị lôi điện mãng xà màu tím tấn công, một tay kết quyết, lần nữa gọi ra tấm kính của màu đỏ sậm. Một luồng sáng đỏ sậm bắn ra từ trên mặt kính, xuất hiện trên đầu mãng xà. Âm một tiếng, đầu mãng xà vỡ tan, thân thể cũng vỡ vụn. Ánh mắt cô gái áo đen che dưới tấm lụa lóe lên, thừa dịp xích mộng đang đánh nhau với hoặc Uyên, hào quang màu đen trên người chớp động, thân hình đột nhiên biến mất, im hơi lặng tiếng lao về phía bình nhỏ trên mặt đất. Đừng tưởng rằng ẩn mình là có thể lừa gạt chúng ta. Xích mộng bỗng nhiên quay đầu, trong tay bấm niệm pháp quyết. Hai con hỏa long trên cửu long thần hỏa cháo há miệng, phun ra hai ngọn lửa, đánh về phía cô gái áo đen, những nơi ngọn lửa đi qua, hư không trực tiếp bị đốt tan. Hoa Quyên cũng đưa tay chỉ một cái, hơn 10 khối lôi hỏa màu tím bay vụt xuống, đánh tới cô gái áo đen, vậy mà cũng khám phá ra thuật ẩn thân của cô gái lôi điện pháp tắc khiến người ta kinh sợ tỏa ra từ lôi hỏa màu tím dường như có thể hủy diệt cả trời đất cô gái áo đen hít mắt lại không lùi mà tiến bỗng nhiên tăng tốc lao tới chỗ bình nhỏ trên mặt đất cùng lúc đó nàng há miệng phun ra một đoàn tinh huyết sau đó bấm niệm pháp quyết tinh huyết lập tức hóa thành một đoàn huyết quang sáp nhập vào chiếc kính cổ chiếc kính cổ lập tức to lên gấp bội phía trên còn hiện ra những hoa văn hình mâm tròn cấp tốc chuyển động o o n g một tiếng một luồng sáng đỏ sậm gấp 10 lần bắn ra từ chiếc kính cổ, bọc hai con hỏa long và 10 khối lôi hỏa lại. Luồng sáng tầng tầng lớp lớp dày mỏng khác nhau, làm người ta cảm giác như lọt vào mê cung huyền ảo. Hỏa long và lôi hỏa bị khựng lại tại chỗ, sau đó bắt đầu tan vỡ. Có thể do hỏa long và lôi hỏa ẩn chứa uy năng quá mức cường đại, tốc độ tan vỡ vô cùng chậm. Thân hình cô gái áo đen cũng mãnh liệt ngừng một lát, nhưng nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nhào lên, chớp mắt đã cách bình nhỏ khoảng ba thước. Xích mộng thấy cảnh này, khuôn mặt biến đổi, trợn mắt hét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Cửu long thần hỏa cháo không dây dưa cùng lôi vân màu tím nữa, hóa thành một luồng hào quang đỏ thấm chụp xuống cô gái áo đen. Chín con hỏa long cũng bay ra, cắn về phía cô gái áo đen, trong miệng phun ra ngọn lửa đỏ thấm, đánh vào luồng sáng do cổ kính tạo ra. Nhiệt độ bên trong đại điện tăng vọt, giống như đang ở trong biển dung nham. Hoa Uyên cũng không đánh nhau với xích mộng nữa, gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết lôi vân màu tím như sóng giữ cuồn cuộn, toàn bộ bay vụt xuống, ầm ầm ầm, hơn trăm khối lôi hỏa vừa thô vừa to rơi xuống như mưa, đánh vào luồng sáng của kính cổ. Luồng sáng lập tức chấn động kịch liệt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng phiêu tán. Cùng lúc đó, kính cổ đỏ sầm cũng lạch cạch một tiếng, bể thành hai nửa, triệt để bị phá hủy. Chương 1254, người trong mộng. Lúc cổ kính vỡ vụn, sắc mặt nữ tử áo đen đỏ lên, há miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, tựa hồ bởi vì bản mệnh tiên khí bị hủy, dẫn đến bản thể thụ thương. Bất quá nàng cũng không nhìn cổ kính vỡ vụn kia, tay phải nhanh chóng duỗi ra. Một cỗ quang mang đỏ sẫm từ lòng bàn tay nàng bắn ra, một tay quấn lấy bình nhỏ năm màu, nắm ở trong tay. Xích Mộng và Hoắc huyên thấy cảnh này, đều giận tím mặt, trên thân đại thịnh quang mang, cùng bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Chín con hỏa long và trên trăm đạo lôi hỏa đột nhiên sáng lên, tốc độ đột ngột tăng gấp bội, Hình linh vây quanh bốn phương tám hướng nữ tử áo đen, đánh xuống đầu nàng, một cỗ áp lực khổng lồ theo đó chụp xuống. Nữ tử áo đen vốn đã bị thương nặng, giờ phút này bị áp lực khổng lồ đè ép, cả người bịch một tiếng ngã xuống đất, nhưng tay phải vẫn như cũ nắm chắc bình nhỏ năm màu kia. Ba người giao thủ nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ trong chớp mắt. Giờ phút này, bọn người thuần quân chân nhân, Thạch Không Mặc, Vũ Dương bị đánh bay đến vách tường đại điện, đều đã chậm một hơi, vội nhìn sang phía bình nhỏ năm màu bên kia thấy nữ tử áo đen hãm sâu tuyệt cảnh, sắc mặt vũ dương, giao tam đều đại biến. Hai người không để ý thương thế trên người, hóa thành hai vệt độn quang bay nhào qua phía lối vào, không tiếc bất cứ giá nào phải cứu nữ tử áo đen kia. Chỉ tiếc hai người cách quá xa, rõ ràng không tới kịp rồi. Giờ phút này, mũ rộng vành trên đầu nữ tử áo đen bị đánh bay ra ngoài, mạng che mặt cũng biến mất không còn tâm thích, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ tuyệt mỹ, linh động. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, Nhìn công kích đáng sợ từ tứ phía bay vụt đến, gương mặt dưới khăn che mặt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hư không chung quanh nàng ba động cùng một chỗ, một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Hàn Lập. Hắn phất tay áo lên, một mảnh kim quang như thực chất từ trong tay áo tuôn ra, lóe lên bay vụt đến đỉnh đầu nữ tử áo đen. Phần phật một tiếng, kim quang trải rộng ra, hóa thành một mảnh khánh vân màu vàng dày đặc. Trong khánh vân màu vàng có vô số phù văn nhảy lên, càng phát ra trận trận phạm âm bao phủ hàn lập và nữ tự áo đen vào trong. Đây là, Vũ Dương nhìn thấy Khánh Vân màu vàng, biến sắc, thân hình phi độn dừng lại. Thuần quân chân nhân thấy cảnh này, thần sắc cũng biến đổi. Hỏa long, lôi hỏa rơi xuống như mưa, bao phủ Khánh Vân màu vàng vào trong đó. Tiếng lôi minh vang lên ầm ầm, trong đó còn kèm theo hỏa diễm quay cuồng, tiếng rồng ngâm hổ gầm. Ánh lửa quay cuồng, lôi điện lập lòe, hư không trong phương viên mấy chục trượng đều vỡ vụn, từng vết nứt không gian xen lẫn cắt chém nhau, thiên địa linh khí càng như nước sôi quay cuồng kịch liệt, hiện ra tình cảnh hủy diệt. Cả tòa đại điện lắc lư không thôi, mặt đất và vách tường chung quanh chấp động kim quang, giống như không chịu nổi nguồn lực lượng kịch liệt không gì sánh được này, muốn đổ sụp xuống. Một hồi lâu qua, hỏa diễm lôi quang khuấy động mới ngừng phiêu tán, hư không vỡ vụn cũng nhanh chóng tự lấp đầy, hiện ra tình cảnh bên trong. Khánh Vân màu vàng nhìn bị bào mất một tầng, nhưng giờ phút này vẫn như cũ lù lù bất động, mặt ngoài chấp động kim quang lóa mắt, một chút vết tích giản vỡ cũng không có. Xích mộng và Hoa Uyên thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Vừa rồi công kích nhìn như bình thường, kỳ thực hai người đã dùng toàn lực, vậy mà không thể phá vỡ lớp kim vân mỏng manh này. Nhưng vào lúc này, suy suy hai tiếng rợi khiếu vang lên, hai đạo kim mang kinh người bay vụt tới, chém về phía hai người xích mộng và Hoa Uyên. Thân sắc hai người xích mộng khẽ biến, vội vàng lách mình lui lại, tránh thoát kim mang chảm kích. Kim mang kia bước lui hai người, cũng không tiếp tục truy kích, lập tức bắn ngược quay về, lóe lên một cái rồi chui vào trong tay áo Vũ Dương biến mất. Thân hình Vũ Dương khẽ động, rơi vào phụ cận Khánh Vân màu vàng. Veo veo veo, giao tam, lục xuyên phong, thậm chí thạch không mặc cũng bay vụt tới, rơi vào phụ cận Khánh Vân màu vàng, ẩn ẩn bảo hộ cả hai vào giữa. Khánh Vân màu vàng ba động cùng một chỗ, phần phật một chút, lượn lờ lộ ra bên trong hai người hàn lập và nữ tử áo đen hàn lập phất tay thu hồi khánh vân màu vàng không để ý đến những người khác nhìn về phía nữ tự áo đen uyển nhi hắn vốn luôn bảo trì tỉnh táo giờ đã triệt để biến mất cả người ngây dại bờ môi mấp máy mấy lần trong miệng nhẹ giọng kêu gương mặt nhớ thương kia không biết đã gặp trong mộng bao nhiêu lần giờ phút này xuất hiện ngay trước mắt tựa hồ lần đầu gặp gỡ nhiều năm trước không chút biến hóa nào chỉ là nhiều hơn mấy phần tiên khí đẹp càng thêm xuất trần để cho người tan nát cõi lòng Lúc này trong đầu Hàn Lập không còn thứ gì khác nữa, cái gì tu luyện, cảnh giới, công pháp, khẩu quyết, hết thảy ném ra sau đầu, trong mắt chỉ có thiếu nữ mảnh mai trước mặt, chỉ muốn che chở nàng trong tay. Nhưng lại sợ đụng một cái, thiếu nữ như mộng ảo trước mắt sẽ biến mất không thấy nữa, hết thảy cũng chỉ là một trận ảo mộng của mình. Một loại tình cảm tràn ngập tâm linh Hàn Lập trước nay chưa từng có, tâm cảnh của hắn tiếp tục tăng trưởng. Bụp một tiếng vang nhỏ, bình cảnh nào đó đã vỡ vụn, tâm cảnh Hàn Lập đạt đến một cảnh giới mới. Uyển Nhi, ngươi nói là ta, đa tạ ân các hạ cứu giúp, bất quá tiểu nữ tên là Như Sương, cũng không phải là Uyển Nhi gì đó. Đôi mi thanh tú nữ tử áo đen cao lại nhìn Hàn Lập một chút, sau đó tự đứng lên, thần sắc lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào, trên mặt chấp động hồng quang, khí tức lập tức khôi phục một chút. Như Sương, thân thể Hàn Lập chấn động, thần sắc khôi phục lại, nhưng cũng ngây người tại nơi đó. Hàn Đạo Hữu đa tạ ngươi vừa mới cứu giúp như sương muội muội ngươi tại sao lại ở chỗ này giao tam nhìn thấy cử động của hàn lập trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức nói ra hàn lập nhìn giao tam một chút không phản ứng gì lại rời ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiếu nữ áo đen mũi ngọc tinh xảo của thiếu nữ áo đen nhíu một cái lách mình trốn sau lưng vũ dương tránh ánh mắt của hàn lập trong lòng hàn lập không khỏi đau xót ánh mắt lạnh lùng liếc vũ dương một cái hai tay không khỏi âm thầm nắm chặt hắn và uyển nhi nhiều năm vợ chồng tâm ý tương thông sẽ không nhìn lầm thiếu nữ mặc áo đen này tuyệt đối chính là thê tử nam cung uyển của mình mặc dù việc này có điểm đáng ngờ trùng điệp tỷ như nam cung uyển tại sao xuất hiện ở đây còn trở thành người luân hồi điện mà tu vi lại đạt đến đại la cảnh nhưng hàn lập tin tưởng cảm giác của mình bây giờ không phải lúc trò chuyện đồ vật đã tới tay lập tức rút lui vũ dương chú ý tới ánh mắt hàn lập nhíu mày một cái lập tức nói ra nhưng gã còn chưa dứt lời ầm ầm một tiếng vang trầm, cửa chính đại điện đột nhiên đóng lại, nhốt tất cả mọi người ở trong điện. Sắc mặt đám người trong điện đều biến đổi, xích mộng cách đại môn gần nhất, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Lập tức một đạo ánh lửa hình kiếm màu đỏ bắn ra, bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc chi lực cấp tốc chuyển động co rút lại, đánh vào trên đại môn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, ánh lửa hình kiếm lập tức bạo liệt ra, hóa thành một đóa mây hình nấm màu xích hồng hỏa chi pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong cũng nổ tung bành trướng ra, đánh thẳng vào đại môn đang đóng chặt. Trên đại môn lập tức hiện ra một tầng kim quang, nhẹ nhàng chấp động. Đám mây hình nấm xích hồng không duy trì được bao lâu, rất nhanh phiêu tán. Chỗ đại môn bị đánh trúng bóng loáng như mới, một chút vết tích cũng không lưu lại. Xích mộng nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Trên đại môn có cấm chế tổ sư tự tay bố trí, đáng tiếc khởi động lên, cần tốn hao không ít thời gian, bất quá cuối cùng vẫn kịp vào thời khắc này một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền tới thuần quân chân nhân chậm rãi đi tới trên mặt hoàn toàn không biểu lộ gì ánh mắt hờ hứng đảo qua mọi người tại đây dương quân tử và lôi quân chân nhân giờ phút này đứng sau lưng thuần quân chân nhân trong tay đều cầm một lệnh bài óng ánh kim quang bấm niệm pháp quyết thôi động không thôi trên lệnh bài chấp động lên từng vòng từng vòng sóng ánh sáng màu vàng khuếch tán ra chung quanh ông một tiếng trên đại điện phụ cận nổi lên một tầng kim quang như lưu ly li vây kín mít toàn bộ đại điện vào trong đó hàn lập giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo thấy tình cảnh chung quanh sắc mặt không khỏi thay đổi một chút lập tức nhìn về phía dương quân tử và lôi quân chân nhân khó trách hai người này vừa rồi một mực đợi trong pháp trận lấy pháp trận chi lực ngăn cản bọn người giao tam nguyên lai âm thầm thôi động cấm chế đại điện vừa rồi công kích của xích mộng không hiệu quả cấm chế nơi đây đúng là cường đại dị thường mà lại hàn lập nhìn lên nóc đại điện một cái nhíu mày Lúc hắn vừa mới thi triển bất hủ kim vân cứu viện thiếu nữ áo đen cũng cảm giác được, trong đại điện bị một cỗ vô hình chi lực bao phủ, lực lượng pháp tác vận chuyển bị ảnh hưởng rất lớn. Đám người vũ dương chiến đấu với quy mô rất nhỏ, có phần không tương xứng với thân phận đại la cảnh bọn họ, triển khai linh vực cũng chỉ có thể khuếch tán ra xa mấy trượng, hơn phân nửa cũng chính vì nguyên nhân này. Giờ phút này chung quanh đại điện nổi lên tầng kim quang như lưu ly này, khiến cho lực lượng vô hình này càng thêm mạnh mẽ không ít. Ở vào tình thế như vậy, thực lực của bọn hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu, muốn rời khỏi chỉ sợ rất khó khăn. Thần sắc bọn người vũ dương kế bên cũng khó coi, chỉ có thạch không mặc vẫn như thường, vẫn ung dung đánh giá kim quang chung quanh. Thuần quân chân nhân nhìn về phía đoàn người luân hồi điện, ánh mắt dừng trên người hàn lập một chút, rất nhanh liền rời đi, rơi trên người lục xuyên phong. Lục xuyên phong, luân hồi điện cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại phản bội thiên đình, sát hại phượng thiên tiên sứ. Trong mắt thuần quân chân nhân lóe lên một tia không hiểu, trầm giọng chất vấn. Thật có lỗi, cũng không phải là cấu kết, lục ngỗ vốn là người của Luân Hồi Điện. Lục Xuyên Phong mỉm cười, nói ra, thật không ngờ, rất tốt, không ngờ Luân Hồi Điện vậy mà duỗi tay dài như vậy, người đã là nội ứng Luân Hồi Điện, vậy hôm nay mơ tưởng sống rời khỏi đây. Thuần quân chân nhân nghe vậy giật mình, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói. Thuần quân đạo hữu chỉ cần có năng lực này, tính mệnh lục ngỗ, người cứ tùy thời cầm lấy. Lục Xuyên Phong cười to nói, Thuần quân chân nhân hừ một tiếng, không để ý đến y nữa, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người xích mộng và hoắc nguyên, lạnh giọng nói ra: "Xích mộng đạo hiếu, hoắc nguyên sơn chủ, hai người các ngươi chui vào chỗ sâu trong cửu nguyên quan ta, cướp đoạt bảo vật bản quan, là đạo lý gì? hẳn là hai vị cũng cấu kết với luân hồi điện. Thuần quân quan chủ chớ hiểu lầm, luân hồi điện làm nhiều việc ác, tiểu nữ và hoắc nguyên sơn chủ làm sao lại có quan hệ với bọn hắn? Hai người chúng ta vừa rồi thấy bảo bình kia sắp rơi vào tay luân hồi điện." mới ra tay ngăn cản, tuyệt không có ý cướp đoạt bảo vật quý quan. Nhãn châu xích mộng xoay động, nhàn nhạt cười một tiếng nói. chương 1255, bàn tay vô hình. Hoa Quyên cũng nghiêm mặt nói, không sai, lúc trước ta và xích mộng đạo hữu thấy đám người luân hồi điện này lẻn sâu vào trong cửu nguyên quan, nghĩ tới giao tình với quý phái, hay ta sợ bọn chúng làm điều bất lợi cho cửu nguyên quan, nên mới theo dõi một mạch đến đây. Thuần quân chân nhân hừ lạnh một tiếng, không tin nửa lời hai người, nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi lai lịch xích mộng và Hoắc huyên đều cực kỳ sâu xa xích mộng không cần nói bản thân vốn có địa vị vô cùng quan trọng tại thiên đình sau lưng lại có xích dung đạo tổ luôn bao che khuyết điểm đừng nói giờ này ả à chưa làm gì kể cả thật sự làm gì chăng nữa thuần quân chân nhân cũng không dám xử lý ả à, cùng lắm là quát tháo vài câu thôi còn hoa huyên chính là sơn chủ hiện tại của bách tạo sơn thế lực bách tạo sơn trải rộng khắp các đại tiên vực của chân tiên giới mặc dù sau lưng không có đạo tổ tỏa chấn nhưng quan hệ cực kỳ mật thiết với thiên đình bao nhiêu năm qua bất kỳ thế lực nào dám can đảm ra tay với bách tạo sơn đều rơi vào kết cục bi thảm nhiều người coi bách tạo sơn hoàn toàn phụ thuộc thiên đình tình cảnh trước mắt của cửu nguyên quan rất vi diệu thuần quân chân nhân là quan chủ phải để tâm tới đại cục không thể tự nhiên gây ra tranh đấu giữa cửu nguyên quan cùng bách tạo sơn huống chi nếu ép hai người khiến bọn họ liên thủ với luân hồi điện thì nguy to thuần quân chân nhân liền nói vậy thì tốt nếu hai vị không có quan hệ gì với luân hồi điện hãy đứng yên chờ một lát đợi xử trí đám tặc tử luân hồi điện này sẽ để hai vị rời đi nghe những lời này trong lòng xích mộng và hoắc uyên cũng thầm thở phào nhẹ nhóm gật đầu rút lui đến một góc đại điện mặc dù cả hai đều có hậu thuẫn nhưng hiện tại thân ở cửu nguyên quan nước xa không cứu được lửa gần nếu như thuần quân chân nhân thật sự tay với bọn họ bọn họ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói xích mộng khẽ mím môi truyền âm hỏi hoắc uyên sơn chủ bình nhỏ năm màu kia có phải món đồ do Bách Tạo Sơn chủ đời trước, Bách luyện tiên tôn luyện chế không? Hai người đứng sóng vai, thần sắc cũng không có định ý. Ánh mắt Hoa Uyên hơi chớp, truyền âm trả lời, bình nhỏ kia quả thực có khí tức luyện chế của Bách Tạo Sơn, hẳn là món đồ Bách luyện Sơn chủ luyện chế. Thế nhưng, năm đó Bách luyện Sơn chủ cũng chỉ luyện chế một cái phôi thai, xem ra cửu nguyên quan đã tiến hành luyện chế hai lần, so với dáng vẻ ban đầu đã khác một trời một vực, suýt nữa không nhận ra được. Xích mộng xoay chuyển ý nghĩ, lại truyền âm hỏi, bảo vật này nhìn rất bất phàm. Theo ý Hoắc Sơn Chủ, cử nguyên quan tạo ra loại bảo vật này, rốt cuộc muốn làm gì? Hoắc Uyên suy nghĩ một lát, truyền âm đáp có trời mới biết lão hồ ly hồ lô thuần quân này muốn làm cái gì, chỉ có lấy vật này nghiên cứu một chút, mới có thể biết cử nguyên quan rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Nghe vậy, xích mộng quay đầu nhìn về phía đám người luân hồi điện, đôi mắt đẹp chớp nháy, không biết đang nghĩ gì hàn lập thấy thuần quân chân nhân nói rằng ba câu điều đã đẩy hai người xích mộng với hoa uyên ra thầm hô lợi hại rồi hắn lại cau mày gấp gáp nghĩ đối sách giờ phút này nếu dùng trường thiên bình xuyên qua thời không mặc dù nhất định có thể thoát khỏi nơi đây nhưng nam cung uyển bây giờ không biết vì sao bị mất trí nhớ hình như còn rất thù địch với hắn tám phần sẽ không nguyện ý đi cùng còn bọn người vũ dương giao tam ở đây hiển nhiên sẽ không cho phép hắn cưỡng ép mang nam cung uyển đi trong lòng hàn lập suy nghĩ đuôi lông mày khẽ động nhìn về phía vũ dương lúc này mặc dù sắc mặt vũ dương lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ động còn mấy người giao tam lục xuyên phong ở cạnh cũng nhẹ nhàng vểnh tai nghe hình như bọn họ đang âm thầm trò chuyện với nhau thạch không mặc nhìn về phía mấy người ánh mắt chuyên chú hiển nhiên cũng tham dự trong đó thấy tình huống này trong lòng hàn lập không khỏi hơi bực mình hắn dù sao cũng là người luân hồi điện giao tam và vũ dương trao đổi công việc lại gọi người ngoài như thạch không mặc nhưng không gọi hắn, rõ ràng không xem hắn là người một nhà. Tuy vậy nhưng hắn cũng không thể trách được, dù sao mình cũng chưa thực sự coi bản thân mình là người luân hồi điện, hai bên cùng nhau hợp tác phần nhiều là dựa trên những khí ước nào đó. Chỉ là, càng ngày hắn càng cảm thấy từ khi gia nhập Trúc Long Đạo đến về sau dính dáng đến tổ chức này, luôn có một đôi bàn tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy mọi thứ, khiến cho hắn không thể nào loại bỏ hoàn toàn cảm giác đó. Đặc biệt là sau khi hắn thấy Nam Cung Uyển xuất hiện trước mặt mình, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn xem ra đợi chuyện ở đây qua đi nhất định phải điều tra rõ ràng hắn không phải là kẻ thích bị điều khiển vận mệnh của mình nhất định phải hoàn toàn nắm giữ trong tay mình mới được bên kia thuần quân chân nhân nhìn hai người xích mộng lui lại trong lòng hừ lạnh một tiếng sắc mặt lại như thường nhìn về phía đám người vũ dương để nói điều gì đó thế nhưng không chờ y kịp mở miệng mấy người luân hồi điện đột nhiên lao lên Thạch Không Mặc và Lục Xuyên Phong hóa thành hai luồng hào quang một đen, một lam, bay về phía ba người. Thạch Không Mặc bấm niệm pháp quyết, mười ngón chuyển động liên tục. Mấy chục kiếm ảnh màu đen bắn ra từ đầu ngón tay, chém về phía ba người thuần quân chân nhân. Mỗi kiếm ảnh đều chất sáng những cái ma nhãn màu đen, bên trong còn có những luồng hắc quang nhìn cực kỳ quái dị. Mấy chục kiếm ảnh bay vút đi nhưng lại không có chút âm thanh kiếm rít nào, dường như những kiếm đen này không phải thực thể. Lục Xuyên Phong kế bên há miệng phun ra lam quang hai tay kết động như bánh xe pháp quyết đủ mọi màu sắc từ hai tay gã bắn ra đánh vào chùm linh quang trước mặt kia chỉ trong chớp mắt linh quang màu lam bung nổ ra hóa thành vô số cây băng châm nhỏ bé màu lam dài hơn thước đi lục xuyên phong bấm quyết điểm một cái rồi hô lên một tiếng băng châm màu lam ngợp trời như cung khỏe nỏ cứng đồng loạt bắn ra âm thanh chói tai rít lên lao như mưa về phía ba người thuần quân chân nhân thanh thế dọa người hư chó cùng rứt dậu Phần quân, quân chân nhân thấy thế công của hai người ác liệt, không hề hoảng sợ, ngược lại cười lạnh, hai tay trả sát rồi cùng dơ lên. Hai luồng kim quang bay ra từ trong tay y chia ra đánh tới hai bên vách tường trái phải của đại điện. Dương quân tử và lôi quân chân nhân cũng lập tức thúc giục lệnh bài trong tay, chúng cũng liền bắn ra những luồng kim quang chui vào trong vách tường chung quanh. Tầng kim quang trong đại điện lập tức rung lên những đợt chấn động, từng tia hào quang màu vàng bay vụt ra ngăn phía trước ba người lại. Đồng thời chúng giống như những gợn sóng, cuồn cuộn quét tới phía thạch không mặc và lục xuyên phong. Băng châm ngập trời của lục xuyên phong đánh vào những hào quang màu vàng kia, liền như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tâm tích. Những kiếm ảnh màu đen hữu hình vô chất của thạch không mặc liên tiếp đột phá mấy tầng hào quang màu vàng, nhưng kiếm ảnh cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Trông thấy cảnh này, thạch không mặc tỏ vẻ kinh ngạc, ô, vệ linh cấm chế thật là lợi hại, lại có thể thôn vệ lực lượng pháp tác trong tâm ma chú kiếm. Vừa nói chuyện, tay lão vừa thay đổi pháp quyết, những kiếm ảnh màu đen kia cũng biến đổi theo, hóa thành từng sợi tơ màu đen mỏng manh như thực chất, xuyên thủng vài tầng hào quang màu vàng, tiếp tục lao tới thuần quân chân nhân. Có thể do kích thước bị thu nhỏ, những sợi tơ mỏng này khi xuyên qua hào quang dù vẫn bị ảm đạm đi, nhưng tốc độ mờ nhạt đã chậm hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, chúng đã tới gần ba người thuần quân chân nhân. Ba người vội vàng lách mình lùi lại, thúc giục hào quang màu vàng quanh người đối phó. Lục xuyên phong giờ này liên tục vung tay, lam quang bên người chớp sáng hàn khí tỏa ra bốn phía theo từng tiếng két két từng khối băng đá xanh lam to bằng gian nhà bắn ra từ tay gã rít lên nghe dọa người giống như thiên thạch đánh tới xung quanh hào quang màu vàng hào quang đang thôn phệ linh lực trong các vật phẩm thực thể liền chậm chạp hơn rất nhiều chúng bị những băng đá màu lam đánh thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ nhất thời không thể tới gần thạch không mặc và lục xuyên phong bên kia giao tam vũ dương còn có thiếu nữ áo đen quay người lao về một chỗ vách tường đại điện ngay khi hai người thạch không mặc bay ra. Dường như cùng lúc, tiếng giao tam vang lên trong tai Hàn Lập, Hàn Đạo Hiếu, ta có biện pháp có thể đột phá khỏi nơi đây, xin giúp ta một tay. Mắt Hàn Lập sáng lên, theo sát sau lưng đám người giao tam, hạ xuống trước vách tường đại điện. Xa xa, Dương quân tử thấy cảnh này liền biến sắc, y bấm niệm pháp quyết, điểm vào vị trí hư không phía vách tường bọn người Hàn Lập. Kim quang trên vách tường lập tức sáng lên, đồng thời theo từng thanh âm suy suy vô số hào quang màu vàng từ đó phun ra sau khi ngưng tụ với nhau chúng hóa thành vô số xúc tu màu vàng to lớn cuốn về phía mấy người ba người chúng ta ngăn cản đám xúc tu này giao tam tranh thủ thời gian vũ dương hét lớn bay ra trước tiên một tay nắm vào hư không con một tiếng rít sắc lạnh lòng bàn tay y xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng thân kiếm in khắc hình vẽ sông núi cây cỏ mặt khác lại có vòm trời đầy sao toàn thân bắn ra kim quang từ phía khí lạnh bốc hơi nhìn cực kỳ bất phàm vũ dương vung đại kiếm màu vàng lăng không chém xuống một luồng kiếm khí dài trăm trượng sáng loáng vàng óng ánh bắn ra chém xuống mười mấy cái xúc tu xoẹt một tiếng mười mấy đầu xúc tu bị chém đứt hơn phân nửa nhưng kiếm khí cũng thu nhỏ rất nhiều đồng thời luồng sáng trở nên vô cùng ảm đạm những xúc tu không bị chặt đứt cực kỳ linh hoạt chúng cuốn lấy kiếm khí như linh xà cuốn vào kiếm khí màu vàng cũng vô cùng linh động phảng phất như vật sống tả sung hữu đột như một con cá lớn mắc lưới. Nhưng đám xúc tu kia quá cứng cỏi, chúng không bị chém đứt, đồng thời càng điên cuồng thôn vệ linh lực ẩn chứa trong kiếm khí. Kiếm khí màu vàng nhanh chóng thu nhỏ, ngày càng dễ dội yếu hơn, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong xúc tu màu vàng. Vũ Dương thấy cảnh này liền hô to nhắc nhở, đồng thời lại vung ra một kiếm, chém về phía xúc tu khác, những xúc tu này có thể thôn vệ linh lực và lực lượng pháp tắc, ngàn vạn lần cẩn thận. Thiếu nữ áo đen với Vũ Dương đồng thời xuất thủ, cái gương cổ màu đỏ thấm kia đã bị hủy đi, nàng lật tay lấy ra hai thanh trường đao hình rắn. Hai tay thiếu nữ mơ hồ, liên tục đâm chém, từng nhát đao đỏ thấm như loan nguyệt bắn ra, chém về một bên khác của đám xúc tu màu vàng, lập tức chặt đứt bảy, tám sợi xúc tu. Tuy nhiên, những xúc tu màu vàng xem ra không gì không hấp thụ, những nhát đao ẩn chứa luân hồi pháp tắc kia đụng vào đám xúc tu, lập tức nhanh chóng trở nên ảm đạm, rồi bị thôn vệ mất. Thấy cảnh này, hai tay Hàn Lập đột nhiên chấn động, tinh quang trên hai cánh tay hắn lóe lên, từng tinh quang nhỏ xuất hiện, là những huyền khiếu mở ra. Hai cánh tay hàn lập bành trướng không ít, mười ngón tay cũng biến lớn giải ra rất nhiều, sau đó hắn liên tục gảy mười ngón tay. Theo từng tiếng rít phá không suy suy liên tiếp, từng lưỡi khí nhận màu trắng bắn ra, chém vào những xúc tu màu vàng còn lại. Những âm thanh như xé vải vang lên, tất cả xúc tu còn lại dường như không có chút sức chống cự nào, bị chém nứt, dễ dàng bị quét sạch sẽ chương 1256, không sai biệt lắm. Quả nhiên như thế, những xúc tu màu vàng này chỉ có thể thôn vệ linh lực, còn đối với công kích thực thể thì không cách nào chống cự. Hàn lập thấy vậy, trong lòng vui mừng, những khí nhận màu trắng kia là do hắn sử dụng lực lượng mạnh mẽ đánh ra chỉ phong, tạo thành khí nhận, bên trong không chứa chút linh lực nào. Khiến cho xúc tu màu vàng muốn ngăn cản cũng cực kỳ khó khăn. Ba người kia nhìn thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Giao Tam nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vung hai tay lên. Chỉ nghe một tiếng vèo, từ trong tay áo nàng bắn ra một viên châu màu tím. Bên ngoài viên châu hiện ra từng trận hào quang màu tím. Sau một hồi âm thanh xì xèo, viên châu nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã to bằng cái thớt, đánh lên trên vách tường. Một tiếng lạch cạch, viên châu màu tím nổ tung, hóa thành một lớp dịch nhờn màu tím giống như vật sống, bám vào trên vách tường, không rơi xuống, lan dần ra phạm vi hơn một trường. Sắc mặt giao tam nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp quyết từ trong tay nàng bay ra, chui vào trong lớp chất lỏng màu tím kia. Chất lỏng màu tím giống như vật sống bắt đầu nhúc nhích, đồng thời tản mát ra từng trận tử từ quang. Kim quang ở trên bức tường chất lỏng lập tức biến mất, toàn bộ đều dung nhập vào trong lớp chất lỏng màu tím, bị nó thôn phệ. Hàn lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, hiển nhiên lớp chất lỏng màu tím này cũng có công dụng thôn phệ linh lực nào đó. Chất lỏng màu tím thôn phệ linh lực ở trên vách tường, nhanh chóng biến lớn, lan ra bốn phương tám hướng xung quanh nhưng vị trí trung tâm của nó lại lộ ra một mảnh tường ở chỗ tường này lại không có chút dấu vết linh lực nào nguyên bản là vách tường kim quang sáng trói vậy mà lúc này bất ngờ bị nhuộm thành màu tím nhạt mơ hồ còn xuất hiện thêm mấy vết rạn đây là vạn độc đạo tổ hấp nguyên độc châu thuần quân chân nhân ở xa xa nhìn thấy cảnh này biến sắc kinh hô ha ha người nghĩ rằng chúng ta tiến sâu vào trong cửu nguyên quan mà không chuẩn bị bất kỳ cái gì sao lục xuyên phong cười ha hả sắc mặt dương quân tử lôi quân chân nhân trầm xuống, hai người liếc nhau, thân hình dương quân tử nhoáng một cái, đánh về phía chỗ bọn người giao tam. Chạy đâu, lục xuyên phong hét lớn một tiếng, toàn thân đại thịnh lam quang, hai tay đột nhiên vung lên hai bên. Khắp lòng bàn tay gã phun ra một đạo lam quang vừa thô vừa to, bay đi theo hai bên trái phải. Kết một tiếng vang trầm, hàn khí trong toàn bộ đại điện đại thịnh. Tường băng màu lam vừa dày vừa to thình lình xuất hiện, chia toàn bộ đại điện thành hai phần. Mấy người luân hồi điện ở một nửa tường băng bên này, mà ba người thuần quân chân nhân, thêm cả xích mộc, hoặc uyên thì bị ngăn chặn ở bên kia tường băng. Sắc mặt lục xuyên phong trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ triển khai thần thông này, tiêu hao rất nhiều nguyên khí của gã. Dương quân tử thu thế không kịp, cả người đâm trùng trùng điệp điệp lên trên tường băng, phát ra một tiếng ẩm cực lớn. Tường băng màu lam không rung động chút nào, càng không lưu lại chút vết tích nào, thoạt nhìn cực kỳ kiên cố. Thuần quân chân nhân và lôi quân chân nhân thấy thế, vội vàng bấm niệm pháp quyết thôi động hào quang màu vàng trong điện bao trùm tường băng màu lam lại, hung hăng thôn phệ linh lực trong đó. Nhưng tường băng màu lam hiển nhiên không phải tường băng bình thường, mặc dù lam quang bên ngoài phiêu tàn yếu bất dần, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Trong tường băng ẩn chứa lực lượng băng chi pháp tác nồng đậm không gì sánh được, độn thuật cũng vô pháp thông qua, ba người cửu nguyên quan bị ngăn chặn ở bên kia bức tường. Thạch không mặc và lục xuyên phong không dừng lại thêm chút nào nữa, quay người bay về phía mấy người giao tam. Giao tam lúc này, đồng thời vừa thôi động chất lỏng màu tím, vừa vung tay lên. Kim quang trước người nàng lóe lên, bắn thêm ra một kiện tiên khí có hình dáng như cái đinh màu vàng, một đầu bén nhọn, đầu còn lại phẳng cùn. Kim quang bên ngoài cái đinh vàng chấp động, đồng thời nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã to bằng cái cối sai dài hơn một trường. Đi, giao tam bấm niệm pháp quyết thúc dục kim quang trên cái đinh đại thịnh, hóa thành một đạo kim ảnh bắn ra, đâm vào vị trí chỗ trống chính giữa lớp chất lỏng màu tím. Phốc một tiếng vang nhỏ, cái đinh đâm vào mặt tường khoảng nửa thước thì ngừng lại. Tòa cung điện này cũng được tạo thành từ thiên tuyệt kim nham, hợp thành một thể với toàn bộ cửu nguyên cung. Chất lỏng màu tím chỉ có thể thôn vệ linh lực ở bên ngoài vách tường, còn đối với chỗ sâu bên trong vách tường thì cũng bất lực. Vào lúc này, bóng người hoa lên một cái, thân ảnh vũ dương lóe lên, xuất hiện ở chỗ cái đinh màu vàng. Sau đó, hét vang một tiếng, đồng thời tung một quyền đánh lên trên cái đinh. Lục xuyên phong lúc này bay tới thay thế vũ dương ngăn cản những xúc tu màu vàng kia sau một tiếng vang thật lớn kim quang bên ngoài cái đinh vàng cuồng thiểm bỗng nhiên cái đinh một lần nữa đâm sâu thêm khoảng nửa thước nhưng vẫn như cũ không thể xuyên thủng vách tường làm sao có thể vũ dương trừng mắt tựa hồ không thể tin vào một màn trước mắt tránh ra một tiếng gào to vang lên đồng thời một cỗ đại lực vào tới chấn bay vũ dương bóng người hoa lên một cái thân ảnh hàn lập xuất hiện ở chỗ cái đinh vàng toàn thân hắn đại thịnh tinh quang, toàn bộ hơn 1.700 huyền khiếu sáng rõ, cả người bành trướng lên rất nhiều, từ trên thân hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng cực lớn, hư không phụ cận lập tức giấy lên một cỗ phong bạo mãnh liệt. Xích mộng ở xa xa nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoa huyền ở bên cạnh cũng khẽ di một tiếng, tình cảnh này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thường thích, không đúng, hắn là Hàn Lập, thân sắc xích mộng biến đổi, lên tiếng kinh hô, hoa uyên ở bên cũng không nói gì nhưng thuần quân chân nhân nghe thấy vậy sắc mặt biến đổi bỗng nhiên nhìn về phía hàn lập hàn lập không quan tâm đến chuyện gì khác gầm nhẹ một tiếng tinh quang toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ đến tay phải đấm ra một quyền một đạo tinh ảnh sáng lạn hiện lên nắm đấm của hắn oanh kích trùng điệp lên phần đuôi cái đinh vàng ầm một tiếng vang thật lớn cái đinh vàng bỗng nhiên lún sâu vào trong vách tường bất ngờ xuyên thủng qua vách tường hàn lập lại phát ra một tiếng hét thật lớn lại một lần nữa tung một mảnh kích, tiếp tục đánh lên phần đuôi cái đinh vàng. Âm một tiếng vang thật lớn, cái đinh vàng bất ngờ bị một quyền của hắn đánh bay, oanh kích vách tường ra một cái lỗ lớn cao ngang người. Bất quá Hàn Lập cũng bị lực phản chấn đánh bay ra sau, đạp đạp thối lui vài chục bước, lúc này thân thể mới đứng vững lại. Giờ khắc này, trong một gian phòng sâu trong cửu nguyên cung, diện tích nơi đây không lớn, bên trong bài trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một vài cái ghế ngồi bằng trúc, làm cho người ta cảm giác được sự mộc mạc, giản dị. Thoạt nhìn thì đây là một gian phòng ngủ, bên trong gian phòng, bóng người hoa lên một cái, thình lình xuất hiện một lão giả áo xám. Người này có khuôn mặt gầy gò, vóc dáng không cao, trên người cũng không mặc đạo bào cửu nguyên quan, chỉ mặc một kiện áo gai vải thô, thân hình hơi còng xuống một chút, nhìn giống như một lão giả quét dọn phục tạp. Duy nhất có chút kỳ lạ chính là hai mắt người này tinh tường sắc bén, giống như đôi mắt chim ưng vậy. Ồ, vậy mà có thể phá vỡ vách tường minh quân điện đuôi lông mày lão giả áo bảo xám bỗng nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trời sắp âm u, náo nhiệt cũng nên hạ màn rồi. Lão lại ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, từ tốn nói. Chưa dứt lời, thân ảnh lão giả áo xám nhoáng một cái, tiêu thất hư không ngay tại chỗ. Trong đại điện, đi mau, giao tam nhìn thấy vách tường bị phá, cả người đột nhiên hóa thành một đạo quang mang đỏ sập, bắn ra phía ngoài, ngay cả lớp chất lỏng màu tím trên tường cũng không thu lại. Ba người vũ dương, lục xuyên phong, thạch không mặc cũng không dám dừng lại thêm chút nào, theo sát phía sau. Chỗ đứng của thiếu nữ áo đen cách lỗ lớn kia khá xa, cũng đang muốn theo sát sau bọn người vũ dương bay ra bên ngoài. Nhưng mà vào thời khắc này, hư không bên cạnh nàng lóe lên, hơn 10 đạo xiềng xích óng ánh bắn ra, vang lên xôn xao, đúng là thần niệm chi liên, trong nháy mắt cuốn lấy nàng. Ở cách đó không xa, hai tay hàn lập đang bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm nổi lên một tầng tinh quang, từng đạo thần niệm chi liên từ đó bắn ra. Ngươi đang làm cái gì? Thiếu nữ áo đen kinh sợ quát. Bọn người giao tam nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng đều biến đổi, đủ loại quang mang trên người sáng rõ, muốn dừng thân hình lại. Nhưng bọn họ vừa mới toàn lực phi độn ra phía ngoài, nhất thời không cách nào dừng lại, chứ chưa nói chi là xuất thủ cứu viện. Uyển Nhi, thật có lỗi, ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì mà không nhớ ra ta, bất quá ta không thể để ngươi rời đi theo đám người này. Hàn lập áy náy nói, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái mấy đạo thần niệm chi liên bắn ra, lóe lên chui vào trong đầu thiếu nữ áo đen, hình thành một cái lồng giam thần niệm, bao thần hồn thiếu nữ áo đen lại. Ánh mắt thiếu nữ áo đen lập tức trở nên si ngốc, ngừng dẫy dụa. Hàn lập thấy vậy, đang muốn phất tay thu lấy thiếu nữ áo đen vào không gian hoa chi. Đúng lúc này, một cỗ tinh quang hết sức sáng ngời từ trên người thiếu nữ áo đen bộc phát ra, hình thành một luồng sóng ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lực lượng thần niệm đang quấn quanh người thiếu nữ áo đen vừa đụng phải cỗ tinh quang này, lập tức đứt thành từng khúc, lồng giam thần niệm trong đầu thiếu nữ cũng trong nháy mắt vỡ nát. Hàn lập chứng kiến cảnh này, biến sắc, không chờ hắn kịp làm gì, luồng sóng ánh sáng mãnh liệt kia đã lan đến gần người hắn. Một cỗ man lực bài sơn đảo hải vào tới, hắn không có chút lực phản kháng nào, cả người giống như rơm dạ trong gió, bị đánh bay ra sau, máu tươi trong miệng lại càng điên cuồng phun ra. Thiếu nữ áo đen lần nữa có được tự do, thần sắc cũng khôi phục lại. Tinh quang trên người nàng sau khi lóe lên trùng thiên, toàn bộ cũng đều thu liễm biến mất. Như xương, người không sao chứ. Lúc này, thân hình giao tam và vũ dương đã ổn định lại, bay đến bên cạnh thiếu nữ áo đen, ân cần hỏi han. Nhưng vẻ mặt hai người cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với chuyện phát sinh trên người thiếu nữ cực kỳ ngạc nhiên. Ta không sao, thiếu nữ áo đen lắc đầu nói. Không có việc gì thì tốt, vậy đi mau. Vũ Dương kéo thiếu nữ áo đen một cái, bay ra bên ngoài. Giao Tam nhìn về phía Hàn Lập bị đánh bay một chút, hơi chần chờ. Nhưng nàng lập tức nhìn từng đám cây xúc tu màu vàng đang từ bốn phía bay nhào tới, vẫn dậm chân một cái bay theo sát. Bọn người thuần quân chân nhân khẩn trương, nhưng bị bức tường băng màu lam kia ngăn trở, căn bản vô lực ngăn cản. Đoạt đồ vật của cửu nguyên quan ta, muốn đi là đi sao? Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cảm giác uy nghiêm không cách nào nói rõ, vang vọng ở trong đại điện không thôi. Nương theo thanh âm vang vọng, một vệt kim quang thình lình xuất hiện ở trong điện, sau đó khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Giao Tam, Vũ Dương, Thạch Không Mặc, thêm cả thuần quân chân nhân, tất cả mọi người trong điện trong nháy mắt không thể động đậy mảy may, phảng phất như con ruồi trong hồ phách vậy. Hàn Lập bị kim quang bao lại, trong nháy mắt cũng không thể động đậy, trong lòng kinh hãi. Hắn mặc dù vừa mới bị tinh quang đánh bay, nhưng thương thế không quá nặng, lúc này vội vàng vận chuyển tất cả lực lượng thời gian pháp tác trong thể nội cùng với lực lượng nhục thân dẫy dụa. Nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng giam cầm cực lớn, đến mức khó mà tưởng tượng từ trong kim quang thẩm thấu ra, mặc cho hắn cố gắng dẫy dụa thế nào, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đều không thể động đậy mảy may. Đám người giao tam ở xa xa cũng tương tự, chỉ có hắc quang trên người thạch không mà còn có thể miễn cưỡng chấp động, nhưng gã cũng không thể động đậy, trên mặt lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy chương 1257, không nể mặt. Thời điểm đám người Hàn Lập đang bị giam cầm, giữa hư không chợt bùng lên một hồi kim quang ba động. Ngay lập tức, một thân hình áo xám giả nua lăng không xuất hiện. Lão Tổ, ba người thuần quân chân nhân chứng kiến lão giả áo xám hiện thân thì lập tức đại hỉ, đồng thanh hô lên. Bọn Hàn Lập nghe vậy, nội tâm liền đại chấn. Người có thể được thuần quân chân nhân xưng tụng là Lão Tổ, phỏng trưng toàn bộ cửu nguyên quan cũng chỉ có vị cửu nguyên đạo tổ trong truyền thuyết kia lão giả áo xám không để ý đến thuần quân chân nhân mục quang của lão hướng về phía hắc y thiếu nữ kia rồi tùy ý giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy chữ vật giới chỉ trên tay hắc y thiếu nữ chợt lóe hào quang chiếc tiểu bình ngũ sắc liền từ bên trong phóng ra bay về phía lão giả áo xám nhưng tiểu bình đang bay được nửa đường thì hư không phía trên nó chợt xoẹt một tiếng nứt toác ra một đại thủ đỏ thấm từ trong khe nứt lao vọt ra như điện tóm lấy chiếc tiểu bình ngũ sắc lão giả áo xám không hề biến sắc chỉ khẽ phất tay áo một cái. Hư không giữa đại điện lại xuất hiện một hồi kim quang ba động. Một đại thủ chói lọi kim quang khác thình lình hiện ra rồi lập tức phá không bay đi. Năm ngón tay cong cong thành chảo, chụp xuống đại thủ đỏ thấm kia. Năm ngón tay đỏ thấm trượt động, hóa thành một dạng thủ ấn. Hư không phụ cận lập tức xuất hiện sáu đạo chú văn thần bí, trong khoảnh khắc chặn đứng thế tới của đại thủ kim sắc. Ô, đây là, lão giả áo xám liếc nhìn sáu đạo phù văn, đồng tử chợt co rụt đại thủ đỏ thấm nhanh như chấp thừa cơ sông lên một hơi tóm gọn năm người hắc y thiếu nữ giao tam vũ dương lục xuyên phong và thạch không mặc giữa lòng bàn tay khổng lồ chợt hiện lên một vòng xoáy hun hút lập tức thôn vệ cả năm người xong việc đại thủ đỏ thấm lại lao đi như lưu tinh chộp về phía hàn lập ở đằng xa Suốt cuộc sắc mặt lão giả áo xám cũng hiện lên một chút tức giận lão đưa tay tóm lấy hư không một cây thiết tiên kim sắc kiểu dáng thâm u cổ phát tản mát ra một loại khí thế xâm nghiêm vô thượng thình lình hiện ra. Nhoáng một cái, cây roi vung lên, quật xuống đại thủ đỏ thấm. Một tiếng oanh trầm đục, đại thủ đỏ thấm bị một roi này đánh nát, lập tức nổ tung, hóa thành một đám sương mù đỏ sậm. Một tiếng hừ nhẹ từ đâu đó trong hư không sâu thẳm truyền ra, dường như có chút đau đớn. Đám sương mù đỏ sậm đột nhiên co rút lại như bị hư không nuốt lấy, biến mất vô ảnh vô tung. Lần giao thủ này nhanh như chớp, ngay cả người có tu vi cao như thuần quân chân nhân cũng không thể theo kịp. Còn đám người xung quanh vừa kịp phản ứng thì hết thảy đều đã kết thúc. Lão giả áo xám ngưng trọng nhìn về phía đại thủ đỏ thấm kia vừa xuất hiện, nhưng cũng không nói gì, cũng không truy đuổi, mà cứ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Sau một lát, lão giả thu hồi ánh mắt, vung tay lên một cái. Kim quang trong đại điện bỗng nhiên run rẩy, bức tường băng lam sắc ẩm ẩm vỡ vụn. Kim quang lóe lên một lần rồi biến mất mấy người thuần quân chân nhân và xích mộng lập tức khôi phục tự do. Chỉ có một mình Hàn Lập vẫn toàn thân cứng đờ, không thể động đậy mảy may. Tham kiến lão tổ, ba người thuần quân chân nhân bấm niệm pháp quyết thu hồi hào quang cấm chế xung quanh đại điện, rồi lập tức bay đến trước mặt lão giả áo xám tham bái hành lễ. Mặc dù trước đây xích mộng và góc Uyên luôn tỏ ra kiêu căng trong từng lời nói, hành động. Nhưng hiện giờ đứng trước mặt lão giả áo xám, bọn họ không khỏi thấp thỏm lo âu, vội vàng kho mình thi lễ. Thuần quân, ta giao cửu nguyên quan cho ngươi quản lý, là để ngươi biến nó thành bộ dạng này sao? Lão giả áo xám nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm của lão tuy không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng. Đệ tử đáng chết, luân hồi điện xâm lấn có quy mô, nhưng đệ tử không thể kịp thời phát hiện. Kính xin lão tổ trị tội, thuần quân bùn rùn cả người, vội vàng quỳ dạp xuống đất, run run nhận tội. Dương quân tử và lôi quân chân nhân hiện cũng kinh hoàng đầy mặt, liên tục mở miệng thỉnh tội. Thôi đi, hiện giờ có ngoại nhân ở đây tạm thời gác lại việc này các ngươi lui xuống trước thanh lý toàn bộ người của luân hồi điện còn trong quan nội lão giả áo xám liếc nhìn xích mộng và hóc uyên một cái rồi khẽ hừ một tiếng ra lệnh vâng ba người thuần quân chân nhân đồng thanh cất tiếng rồi lập tức bay đi xích mộng hóc uyên cửu nguyên quan ta hành động chậm chạp để cho bọn đạo trích đánh vào tận quan nội đã khiến hai người các ngươi chê cười rồi lão giả áo xám mỉm cười nhìn xích mộng và hóc uyên Tiên bối nói đùa rồi, Luân Hồi Điện chính là đại địch mà ngay cả Thiên Đình cũng phải thận trọng đối đãi. Ngoại trừ Trung Thổ Tiên vực, bất kỳ tiên vực nào cũng không thể đối kháng. Lần này, tuy bọn chúng đột nhiên tiến hành đánh lén, nhưng thuần quân đạo hữu có thể thống lĩnh cửu nguyên quan đệ tử chống lại đến bước này đã phi thường đáng quý rồi. Xích Mộng gượng cười, giọng điệu phi thường khách khí, Hoa huyên chỉ đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Ha ha, phải không? Nói vậy thì chẳng những nó vô tội, ngược lại còn lập được đại công. Lão giả áo xám ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của lão quanh quẩn vang vọng trong đại điện, càng ngày càng lớn, giống như một hồi sấm rền cuồn cuộn. Hư không cũng phải rung động lắc lư theo, bên tai xích mộng và hóc huyên dường như có thiên lôi cuồng nộ, thân hình cả hai đồng thời run rẩy. Tiếp đó, ngay cả thần hồn cũng bị chấn động theo, không thể tự chủ được. Sắc mặt cả hai lập tức đại biến, không mang, tử quang trên người bọn họ nhất loạt đại thịnh, vội vàng dùng toàn lực tự bảo vệ mình. Nhưng dường như cố gắng của bọn họ chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Thần hồn của cả hai bị chấn động, dung lắc càng ngày càng lợi hại, giống như ngọn lửa nhỏ giữa cơn cuồng phong, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Giờ phút này, Hàn Lập cũng không khá hơn là bao. Thân thể và thần hồn của hắn cũng điên cuồng run rẩy, nhưng lại không thể vận công hộ thể, thống khổ vạn phần. May mắn là nhục thể của hắn cứng cỏi vô cùng, thần hồn cũng cực kỳ cường đại, tạm thời vẫn có thể bảo trụ được mạng nhỏ. Đúng lúc này, thân thể xích mộng chợt bừng lên hào quang đỏ rực, lập tức bao bọc lấy nàng, còn có Hoắc Uyên bên cạnh. Vẻ thống khổ trên mặt xích mộng và Hoắc Uyên khổ lập tức tan biến. Cả hai đồng loạt thở dốc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cửu Nguyên đạo hữu bất giận, hồng quang lóe lên một cái, thân ảnh một lão phụ thân áo đỏ theo đó hiện ra. Bà lão này cũng có một mái tóc đỏ vô cùng diễm lệ, không hề thua kém xích mộng, nhưng khuôn mặt lại đầy những nếp nhăn. Tay bà lão nắm một cây quải trượng đầu hạc, bộ dáng thoạt trông già cả sức yếu nhưng thần sắc lão phụ thân này lại ẩn ước một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Chứng kiến bà lão tóc đỏ hiện thân, ánh mắt lão giả áo xám trợt động. Tiếng cười vẫn quanh quẩn trong điện chậm rãi biến mất, hàn lập thở phào nhẹ nhóm, nhưng không dám mảy may buông lỏng tâm thần. Hắn nhìn về phía lão phụ thân tóc đỏ với vẻ kính sợ. Chỉ là một hư ảnh mà đã có thần thông như thế. Không lẽ cũng là một vị đạo tổ, thoạt nhìn tựa hồ có nét hao hao xích mộng, chẳng lẽ người này chính là xích dung đạo tổ trong lòng hàn lập như có sóng giữ cuồn cuộn